chương 576, tính mạng của em chẳng còn nữa đâu. Giang sách không để ý đến gã, quay người nói với lính cứu hỏa, bây giờ đường đã thông, các anh hãy đến hiện trường chữa cháy nhanh đi. Ôi, tốt quá. Lính cứu hỏa lên xe chuẩn bị xuất phát. Kết quả là tạ doãn đứng giữa đường, giang hai tay hai chân theo hình chữ đại và chắn đường chiếc xe cứu hỏa. Nếu hôm nay không giải quyết chuyện này cho tao, không ai được phép rời đi. Tụi mày bồi thường xe cho tao. Giang Sách lạnh lùng nhìn gã, ba bước làm hai đi tới gần gã, túm lấy cổ áo gã, đè gã lên lan can, giống như người lớn bế trẻ con, tùy ý bắt nạt. Đám cháy cấp bách, lực lượng cứu hỏa cũng không thể quan tâm nhiều như vậy, họ liền đạp ga rời khỏi hiện trường, lao vào công viên rừng để dập lửa. Khi xe cứu hỏa đi khuất, Giang Sách mới buông tay. Tạ Doãn nằm trên mặt đất nặng nề thở hổn hển, chỉ vào Giang Sách nói, mày xong rồi, mày đừng mong cả đời tốt đẹp nữa không phải chỉ có mày cả nhà mày từ trên xuống dưới đều xong đời rồi giang sách nhìn gã tôi xong đời ư xong như thế nào tạ doãn đứng lên nhờ sự giúp đỡ của bạn gái gã vừa lấy điện thoại ra vừa nói anh họ tạo là đội trưởng lực lượng cảnh sát ở khu giang nam không ai dám đối xử với tạo như vậy mày không chỉ ném xe của tao mà còn động thủ đánh tao tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả mày chờ đó tao sẽ gọi anh họ tới giết mày Audio điện tử võ tấn bền. Giang sách vốn dĩ muốn rời đi, nhưng sau khi nghe những gì gã nói, anh lại đứng yên tại chỗ. Anh thật muốn xem đội trưởng của lực lượng cảnh sát, tạ mạnh trí, sẽ nói gì khi sau khi đến. Đây, điện thoại được kết nối. Alo, anh họ, anh mau tới đây một chuyến. Em họ của anh bị người ta đánh rồi. Thằng khốn nạn đó không chỉ đánh em mà còn ném xe em xuống sông. Anh họ, anh phải làm chủ cho em, Tạ Doãn khóc lóc thút thít, trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, trước mặt người khác, gã diễu võ Dương Oai xem thường bất cứ ai. Trước mặt Tạ Mạnh Trí, gã lại cư xử như một con cừu nhỏ bị thương. Mặt nạ này thực sự thay đổi bất cứ lúc nào, kín đáo không kẽ hở. Cúp điện thoại, Tạ Doãn sơ lập tức nở một nụ cười đáng khinh và gian trá. Thằng khốn, mày chờ đó, anh họ của tao sẽ tới đây ngay. Mày đã nghĩ nên chết như thế nào chưa? nói cho mày biết, sau này dù mày có cầu xin cũng vô dụng. Nếu như lần này tao không giam mày 10, 20 năm, tao không mang họ tạ nữa. Tạ Doãn nhíu mày, bày ra tư thể muốn ăn thịt giang sách. Có lẽ trong suy nghĩ của Tạ Doãn, quan chức lớn nhất khu giang nam chính là đội trưởng lực lượng cảnh sát. Điều này cũng không thể trách được gã, xét cho cùng, với thân phận của gã, người lớn nhất mà gã có thể tiếp xúc là anh họ của mình xa hơn nữa thì người ta hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến gã. Chẳng bao lâu sau, tiếng còi báo động vang lên, hai xe cảnh sát đang đậu ở làn đường khẩn cấp. Một số nhân viên cảnh sát đều đã ra khỏi xe và đang đi tới, bao gồm cả đội trưởng tạ mạnh trí. Ngay khi tạ doán nhìn thấy anh họ của mình, nụ cười trên mặt gã biến mất ngay lập tức. Gã bày ra vẻ đau khổ, cố ý giả vờ rất bị thương, đi khập khiếng về phía tạ mạnh trí. Anh họ, anh họ cuối cùng anh cũng đến rồi nếu anh đến chậm hơn vài phút nữa tính mạng của em chẳng còn nữa đâu anh họ à ngày hôm nay dù thế nào cũng phải làm chủ cho em tạ doãn bật khóc nước nở nước mắt giàn ruộng. nhìn thấy bộ dạng này của em họ tạ mạnh chí cũng rất tức giận anh ta kìm nén tức giận rồi hỏi người đánh em đâu ở đó tạ doãn giơ tay chỉ về phía giang sách tạ mạnh chí không chút nghĩ ngợi liền bước lên nhưng càng đi, bóng dáng này càng trở nên quen thuộc. Cho đến thời điểm giang sách quay đầu lại, tạ mạnh trí mới hoàn toàn ngây người. Người đánh này không phải là tổng phụ trách khu giang nam sao? Này này này, tạ mạnh trí sững sờ, bước chân lập tức dừng lại, không dám tiến lên một bước nào nữa. chương 577, sao có thể còng tay em? Phía sau, tạ doãn nghi hoặc đi tới, nói anh họ, mau bắt nó lại đi, nó không chỉ đánh em mà còn ném xe của em xuống sông. Anh hãy làm chủ cho em, giam nó 10, 20 năm. Tốt nhất là cả đời này cũng đừng thả nó ra. Cùng lúc đó, tạ doãn giơ ngón giữa về phía giang sách, bày ra dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Theo gã thấy, có tạ mạnh trí ra sân, cục tức hôm nay nhất định có thể phát tiết. Dù sao ở trong mắt gã, anh họ của gã chính là người quyền lực nhất khu giang nam. Ách ngồi đáy giếng, tầm nhìn hạn hẹp. Giờ phút này, thân thể tạ mạnh trí có hơi run lên. Người khác không biết, nhưng anh ta làm sao có thể không biết. Khoảng cách giữa thân phận của anh ta và Giang Sách được ngăn cách bởi một giải ngân. Hà! Giang Sách muốn chơi anh ta đến chết cũng chỉ là chuyện trong phút giây. Anh ta còn xử lý Giang Sách ư? Ha ha, đúng là kẻ xin nói mở, suy nghĩ hão huyền. Đồng thời, tạ mạnh trí cũng biết rõ ràng rằng Giang Sách không thể nào đánh người vô cớ, đằng sau sự việc này nhất định phải có ẩn tình khác, khả năng cao là tạ doãn đã phạm sai lầm trước. Sau khi nhìn giang sách trong 3 giây, tạ mạnh trí nuốt nước bọt và hỏi tạ doãn, em có chắc là anh ta đã đánh em không? Đúng, nó đánh em. Anh họ, quét sạch nó. Quét sạch ư, ha ha. Tạ mạnh trí giơ tay lên, ra lệnh một tiếng, người đầu, còng tạ doãn lại cho tôi. Tạ doãn theo sau kêu to, ừ, còng tay. Lời vừa nói ra, tạ doãn liền ngây ngẩn cả người. Chờ đã, không đúng. Anh họ, anh uống nhiều quá nên vạ mồm vạ miệng rồi à? Sao có thể còng tay em? Là còng tay thằng khốn kia mới đúng. Trong mắt tạ mạnh trí hiện lên sự tức giận, anh ta hét lớn, không nghe lệnh sao. Còng tại doãn cho tôi ngay lập tức. Lần đầu sai có thể là vạ miệng. Lần thứ hai là sai ư, ha ha, vậy thì có thể không phải sai, là cố tình nói như vậy cảnh sát dưới quyền của anh ta làm gì quan tâm nhiều như vậy. Mọi thứ đều nghe theo mệnh lệnh, bọn họ tiến lên, trực tiếp đè tả doãn xuống đất, còng tay. Tả doãn sững sờ. Đây là đâu? Mình gọi anh họ của mình đến làm chủ cho mình, sao anh họ mình không những không làm chủ cho mình mà còn còng tay mình? Cứu binh, này hình như có gì đó hơi sai sai nhỉ? Tạ Doãn nóng nảy hét lên, anh họ, anh đừng đùa với em, trò đùa này không vui chút nào. Tạ Mạnh Trí tức giận nói, ai đang đùa với cậu? Không phải, anh họ, không phải anh đang đùa sao? Vậy là anh hỏng não rồi à? Em là em họ của anh, sao anh lại chia cánh tay ra bên ngoài chứ? Anh mau thả em ra. Câm miệng. Tạ Mạnh Trí bước lên trước, chào theo quân lễ với giang sách, tất cung tất kính nói, tổng phụ trách, tôi xin lỗi, là do thuộc hạ làm việc không hiệu quả, để cho người thân và bạn bè làm điều sai trái. Tổng phụ trách. Tạ Doãn choáng váng, tại sao anh họ của mình lại chào quân lễ với người khác, và lại còn bằng một thái độ khiêm tốn như vậy? Chỉ có người khác luôn khách sáo với anh họ của mình thôi mà. Kẻ ngu cũng biết rằng thân phận của Giang Sách nhất định ở trên tạ mạnh trí, lần này, tạ Doãn đã đá phải tấm sắt rồi. Cái này, em, tạ Doãn không biết phải nói gì, dám đắc tội đến một nhân vật lớn mà còn không tự biết, muốn nhờ anh họ đến cứu thua, kết quả anh họ thậm chí còn không dám hỏi, trực tiếp công tay mình. Thằng khốn nạn, này đến cùng là thần thánh phương nào thế? Chương 578, một chỗ an toàn. Cho dù đó có là gì đi chăng nữa, thì thân phận của Giang Sách cũng là thứ tuyệt đối không thể trêu vào. Mãi đến lúc này anh ta mới bắt đầu hối hận, tại sao vừa rồi mình lại kiêu ngạo như vậy? Nếu ngay từ đầu đã làm theo hướng dẫn của nhân viên phòng cháy chữa cháy, tìm cách di chuyển chiếc xe thì tốt rồi. Bây giờ đã muộn. Có nói gì cũng đã quá muộn rồi. Phía bên kia, Tạ Mạnh Chí nói với Giang Sách, tổng phụ trách, anh có phân phó gì không? Giang Sách bình tĩnh trả lời, giải quyết theo việc chung, xử lý Tạ Doãn như thế nào tùy anh quyết định. Thuộc hạ đã hiểu. Ngoài ra, Giang Sách ghé vào tai Tạ Mạnh Chí nói, gần đây phải trông chừng người của nhà họ Thạch, nếu tôi đoán không lầm thì bọn họ sẽ sớm có hành động. Tinh thần của Tạ Mạnh Chí khẽ run lên. Trong khoảng thời gian này anh ta vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động người của nhà họ Thạch, nhưng anh ta cảm nhận được, rõ ràng người của nhà họ Thạch đã có đề phòng, mọi lời nói và hành động đều khéo léo không có điểm khác thường. Thật ra thời gian trước Thạch Văn Bình có rời khu vực Giang Nam đến Nam Thành một chuyến, chuyện này nằm ngoài phạm vi chức trách của tạ Mạnh Trí, nên anh ta không có cách nào có thể điều tra những chuyện xảy ra ở Nam Thành. Ngoại trừ lần đó, mọi chuyện ở khu vực Giang Nam vẫn diễn ra như thường nói thật thì Tạ Mạnh Chí rất nản lòng. Anh ta cho rằng con cá lớn nhà họ Thạch này sẽ không tài nào chịu mắc câu, nhưng lúc nghe Giang Sách nói thế thì tinh thần của anh ta lập tức vực dậy. Cuối cùng nhà họ Thạch đã không nhẫn nại được nữa rồi. Bây giờ thuộc hạ sẽ trở về triển khai hành động, xin tổng phụ trách cứ yên tâm. Ừm, đi đi. Tạ Minh Chí xoay người ra ngoài đồng thời sắp xếp người hộ tống Tạ Doãn lên xe rồi vội vàng rời đi. Giang Sách không chút biến sắc trở về trong xe. Tân Uẩn tò mò hỏi, rốt cuộc phía trước xảy ra chuyện gì vậy? Hình như tôi thấy có rất nhiều xe đang kẹt lại ở phía trước, hơn nữa còn nghe thấy tiếng động rất lớn, ngay cả xe cảnh sát cũng chạy đến rồi, có phải đã xảy ra tai nạn rất nghiêm trọng không? Giang sách xua tay, là một chiếc ô tô riêng lấn chiếm làn đường khẩn cấp nên cản đường xe cứu hỏa, bây giờ tuyến đường đã được khơi thông rồi, không có chuyện gì đâu. Là vậy à, thế khi nào mới hết tắc đường? Chuyện này phải tùy duyên thôi hẳn phải đợi đến mấy tiếng đồng hồ mới xong. Đợi cho đến khi con đường thông thoáng trở lại thì trời cũng đã tối, Giang Sách từ từ lái xe rời đi. Ở trên đường cao tốc, cũng không biết là vô tình hay cố ý mà anh nhìn thấy một ngọn lửa lớn bên trong lùm cây um tùm của công viên. Tuy hiện tại đám cháy đã được khống chế, có lẽ sẽ sớm được dập tắt, nhưng không biết có bao nhiêu người đã thiệt mạng trong trận hỏa hoạn này và tổng thiệt hại về kinh tế ở khu Giang Nam sẽ lên đến con số bao nhiêu sau khi tuyến đường được thông thoáng, bọn họ nhanh chóng trở về trung tâm y tế nhân trị. Giang sách đưa Tân Huẩn và Tân Tử Dân về nhà, sau đó anh cũng không ở lại mà dẫn Tiểu Điệp đến tòa nhà văn phòng tổng phụ trách. Dọc đường đi, Tiểu Điệp nhìn thành phố vừa quen thuộc vừa xa lạ này mà trong lòng cảm thấy chua sót. Nhiều năm trước đây cô ta vẫn là một phần của thành phố này, cùng trải qua quãng thời gian tốt đẹp khó quên với tôn tại ngôn, thế mà thấm thoát đã nhiều năm như vậy rồi, không biết bây giờ tồn tại ngôn sống có tốt không. Anh định cho tôi ở đâu?" Tiểu Điệp hỏi. "Một chỗ an toàn." Tiểu Điệp mỉm cười, ở thành phố này vẫn có nơi nào an toàn sao? Doanh nghiệp Thiên đỉnh mà nhà họ Tôn nắm giữ giống như một gã khổng lồ ở khu giang nam, gần tương đương với Thủy Vân Thiên ở Nam Thành. Chương 579, không thích hợp lắm đâu. Cô ta quay về đây chỉ e rằng sẽ bị người của doanh nghiệp Thiên đỉnh lâm le đuổi giết đến chết mới thôi làm gì có chỗ nào an toàn chứ tiểu điệp nói tôi cảm ơn lòng tốt của anh nhưng nếu anh cảm thấy sợ thì cứ thả tôi xuống tôi sẽ tự nghĩ cách đến gặp tôn tại ngôn cô không làm được giang sách dứt khoát từ chối cô ta sau đó nói nếu tôi có cách giải quyết thủy vân thiên cũng sẽ có năng lực đối phó với doanh nghiệp thiên đình lần này tôi đưa cô trở về đây không chỉ muốn thu phục tôn tại ngôn anh nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời đêm mà còn muốn giải quyết cả doanh nghiệp thiên đình đó mới chính là đầu sỏ, cũng đến lúc nên kết thúc cái trò mèo vờn chuột này rồi. Các phương diện của doanh nghiệp thiên đỉnh đều đứng trên bờ vực suy tàn, đến một giây phút nào đó sẽ sụp đổ. Giang sách quá chán ngấy với điều đó nên anh đã chuẩn bị sẵn sàng đoạn đường cuối cùng để tiễn biệt doanh nghiệp thiên đỉnh. Nửa giờ sau, xe đậu dưới tòa nhà của văn phòng tổng phụ trách, lúc xuống xe, tiểu điệp cũng không biết phải nói gì mới tốt, dù cô ta có ngờ nghịch đến mấy cũng biết nơi này là đâu. Giang sách, Tại sao anh lại đưa tôi tới đây? Đây chính là trung tâm của khu Giang Nam, là chỗ của phía chính phủ, bộ anh không sợ bị phía chính phủ trừng phạt hay sao mà dám đưa tôi đến đây? Giang Sách bật cười, chưa kịp trả lời đã thấy cửa lớn của tòa nhà kia mở ra, bên trong có một đám người vội vàng bước tới. Một người đàn ông mặc âu phục và thắt cà vạt chỉnh tề đi tới trước, cung kính cúi đầu với Giang Sách một cái, "Tổng phụ trách, vất vả cho ngài rồi." "Tổng, phụ trách" trong mắt tiểu điệp đầy vẻ ngạc nhiên và sợ hãi, chỉ với một lời xưng hô như thế đã đủ để cô ta biết được thân phận của Giang Sách. Một đám quan chức cấp cao ở đây gọi anh là Tổng Phụ Trách, hơn nữa Giang Sách lại có thể điều động nhiều nhân vật có tiếng nói như vậy, thân phận của anh còn có gì khó đoán nữa sao? Mọi thứ đã phơi bày ngay trước mắt rồi, thảo nào, thảo nào Giang Sách lại dám mạnh miệng muốn thu phục tôn tại ngôn và giải quyết doanh nghiệp thiên đình. Với tư cách là Tổng Phụ Trách của khu Giang Nam, Muốn xử lý mấy chuyện nhỏ nhặt thế này e rằng chỉ dễ như trở bàn tay. Hiện tại Tiểu Điệp nhớ lại mà sợ hãi không thôi, dọc đường đi thái độ của cô ta đối với Giang Sách cũng không mấy tôn trọng, cô ta chỉ biết ơn Giang Sách nhưng chưa từng ngưỡng mộ hay sợ hãi Giang Sách, cho nên rất nhiều lúc cô ta đã nói chuyện với giọng điệu không lớn không nhỏ, bây giờ biết thân phận thật sự của Giang Sách khiến khuôn mặt của cô ta trắng bệch vì sợ hãi. Giang Sách nhìn cô ta rồi cười nói, cô còn đứng ngây người ở đó làm gì? phòng của cô đã được chuẩn bị tốt rồi, để đảm bảo an toàn của bản thân thì sau này cô cứ sống ở đây đi. Đương nhiên, nếu sống ở nơi này mà còn gặp vấn đề về gì thì e rằng trên thế giới cũng không có mấy chỗ an toàn. Tiểu điệp cung kính nói, cảm ơn, cảm ơn sự yêu ái của ngài. Giang ngật nhíu mày, tôi không thích cô khách sáo như vậy, cứ giữ thái độ nói chuyện với tôi như lúc đầu đi. Hả, không thích hợp lắm đâu. Không có gì không thích hợp cả, đi, đi theo tôi lên lầu. Tiểu điệp căng thẳng đi theo giang sách, cô ta chỉ là một nữ vũ công có thân phận thấp kém, cô ta chưa từng vọng tưởng có ngày được sống trong tòa nhà văn phòng của tổng phụ trách. Lòng tốt của giang sách, cô ta ghi tạc trong lòng, đời này nhất định cô ta sẽ liều mạng trả lại. Giang sách đích thân đưa cô ta vào phòng khách, sắp xếp cho cô ta ở lại đó, đồng thời dặn dò cấp dưới của anh phụ trách các nhu cầu sinh hoạt, cũng như phải bảo vệ sự an toàn tiểu điệp mỗi phút mỗi giây. Sau khi xử lý ổn thỏa mọi chuyện giang sách mới đi xuống cầu thang, sau đó lại ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời, những ngôi sao kia dường như đang phản chiếu khuôn mặt của một người, là khuôn mặt của một người phụ nữ. Mộng Nghiên, anh về rồi. Đã nhiều ngày anh không được gặp em rồi, em vẫn khỏe chứ? Chương 580, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Giang Sách lái xe trở về ngôi nhà quen thuộc của mình ngay trong đêm tối, trong nhà vẫn sáng đèn chứng tỏ người bên trong vẫn còn chưa ngủ giang sách nhẹ nhàng đi tới sau đó vươn tay gõ nhẹ cửa cốc 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 một tiếng cạch vang lên cửa được mở ra mộng nhiên đứng ở cửa nhìn giang sách hai người bốn mắt nhìn nhau trước khi trở về giang sách có ngàn vạn lời muốn nói ra nhưng lúc nhìn thấy đinh mộng nhiên anh lại không thốt nên lời mộng nhiên sách những cái ôm niềm hạnh phúc sự vui mừng và dạng dỡ đinh mộng nhiên trực tiếp nhào vào lòng ngực của giang sách gắt gao ôm trầm lấy anh mặc dù bọn họ chỉ mới xa nhau không tới một tuần nhưng lại có cảm giác như đã xa cách vài năm vậy chỉ khi tình cảm đã sâu đậm đến một mức độ nhất định mới có thể hiểu được nỗi đau của lần xa cách này sau khi ôm nhau một lúc lâu đinh mộng nhiên mới đón anh vào cửa đổi dép rồi đi về phía ghế sofa ba mẹ giang sách đã về rồi định khải sơn vui vẻ đứng lên ồ con rể quý của ba về rồi đó à Ba nghe mộng nhiên nói con đi Nam Thành cứu người làm ba lo lắng muốn chết. Sao rồi, đã cứu được người chưa? Giang sách gật đầu, vâng, đã cứu được rồi. Hiện tại ông cụ tân cũng về đến nhà an toàn, không có gì đáng lo nữa. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trong quá trình nói chuyện, khóe mắt của Giang sách nhìn thoáng qua mẹ vợ tô cầm, phát hiện sắc mặt của bà không mấy vui vẻ. Ngày thường tô cầm rất thích Giang sách, sao hôm nay mẹ vợ lại giàu dĩ không vui khi anh về chứ? hay bà có ý kiến gì về Giang Sách? Giang Sách hỏi mẹ, mẹ làm sao thế? Lời vừa hỏi ra, Đinh Mộng Nhiên và Đinh Khải Sơn đồng thời nhìn nhau rồi thoáng thở dài. Từ phản ứng của các thành viên trong gia đình có thể thấy, nhất định trong nhà đã xảy ra chuyện gì đó rồi nếu không mọi người sẽ không có vẻ mặt thế này. Đinh Khải Sơn nói, chút chuyện nhỏ nhặt thôi, con đừng để trong lòng. Sách Hà, con vừa trở về chắc mệt mỏi lắm, tranh thủ đi nghỉ ngơi trước đi. Càng nói thế thì anh càng không ngủ được. Giang Sách hỏi, "Ba, nếu ba không nói rõ cho con biết, có thể đêm nay con sẽ không ngủ ngon được đâu." Đinh Khải Sơn lắc đầu nói, "Thật sự không có chuyện gì lớn, chỉ là mẹ con bị người ta lừa mất một ít tiền." "Hửm, ừ, bao nhiêu tiền?" "Ừm, 120 vạn." Quả thật 120 vạn không phải là một con số đáng nhắc tới đối với Giang Sách, đó chỉ là con số nhỏ giống như hạt cát trên sa mạc mà thôi. Đối với nhà họ Đinh thì đó cũng không phải là một số tiền quá lớn, vì xét từ số cổ phần trong công ty của Đinh Mộng Nhiên mà nói, chút tiền ấy vẫn có thể kiếm lại một cách dễ dàng chỉ trong vài tháng, nhưng đối với cá nhân Tô Cầm thì số tiền này lại khá lớn. Tô Cầm là một bà nội trợ, bình thường không đi làm nên tất cả số tiền mà bà có đều do Đinh Mộng Nhiên và Đinh Khải Sơn cho bà phải chắt chiêu từng đồng mới có thể tích góp được số tiền 120 vạn kia. Ngày thường Tô Cầm rất ít tiêu tiền, lúc nào cũng có suy nghĩ là tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy, có thể nói 120 vạn đó là toàn bộ số tiền bà dành dụng được trong mấy chục năm qua. Bất cứ ai bị người ta lừa đến giống tôi cũng sẽ giàu dĩ không vui nổi thôi. Đương nhiên Giang Sách có thể trực tiếp lấy mấy trăm vạn ra giúp tô cầm bù lại khoản tiền bị lừa, nhưng cách làm này chỉ giải quyết được phần ngọn chứ không dẹp được phần gốc. Muốn tô cầm thật sự cảm thấy vui vẻ thì chỉ còn cách giúp bà lấy lại số tiền đã bị lừa mất kia thôi. Giang sách lặng lẽ ngồi sang một bên, nhưng người vừa rót nước vừa hỏi, mẹ, chuyện mẹ bị lừa tiền là thế nào? Tô cầm nghe xong càng khó chịu hơn, nước mắt trực trào ra. Đinh Khải Sơn vội vàng đưa khăn lông ướt cho bà, ơ ờ kìa, 120 vạn thôi mà, cũng không phải chúng ta không có, bà đừng khóc, bà khóc một cái là lòng tôi lại cuống cuồng hết cả lên. Ông quay đầu đặt một cái hộp lên bàn, sau khi mở ra liền thấy một cái vòng tay ngọc bích ở bên trong hôm qua mẹ của con đi mua sắm với mấy chị em tốt, lúc đi ngang qua một cửa hàng trang sức mới mở thấy đang có chương trình khuyến mãi lớn, ai vào mua cũng được giảm giá. Audio điện tử võ tấn bền chương 581, châu báu hằng tinh à. Ví dụ như rút chúng phiếu giảm giá 40% thì con có thể mua bất kỳ món trang sức nào trong cửa hàng mà chỉ cần trả 60% số tiền gốc. Phụ nữ mà, đã nhìn thấy trang sức mà còn ngay lúc giảm giá nên làm gì có chuyện không bị mê hoặc. Mẹ của con và mấy chị em tốt kia bèn đi vào và đều được giảm giá, nhưng mấy người kia đều chỉ được giảm 10 hoặc 20% thôi, lúc mua cũng không cảm thấy có lời lắm. Không ngờ đến lúc mẹ con mua thì trực tiếp rút được phiếu giảm giá 90%, món có giá 100 tệ nay chỉ cần trả 10 tệ, món có giá trị 100 vạn thì chỉ cần dùng 10 vạn là có thể mua. Thế là mẹ con lập tức bị dụ, hơn nữa còn vui vẻ đến khoa tay múa chân. Dưới sự thúc giục đám chị em tốt, Cuối cùng bà ấy đã lấy hết tiền của mình ra để mua cái vòng ngọc bích này với giá 120 vạn. Tôi tưởng mình mua được món hời, lát đi ra bán lại há chẳng phải sẽ kiếm được hơn một trăm vạn à, cho dù không bán được 120 vạn nhưng ít gì cũng bán được 7, 8 chục vạn, vậy cũng coi như một số tiền lớn rồi. Định Khải Sơn nghe đến đây cũng phải thở dài một hơi thật sâu. Sự thật chứng minh, mấy món hời thế này không hề dễ lấy. Mẹ con đem chiếc vòng ngọc bích này đi đến chỗ khác bán, kết quả người ta vừa nhìn thoáng qua đã biết ngay đồ giả, cái vòng đầu thừa đuổi theo này được làm từ ngọc bích vụn nên giá trị của nó không thể nào cao hơn 10 vạn được. FL dùng 120 vạn để mua một món đồ giá 10 vạn, nói cách khác, hành động này đã ném mất 110 vạn. Lúc đó mẹ con đùng đùng nổi giận trực tiếp đem đồ đi đến cửa hàng kia để làm cho ra lẽ, kết quả có đánh chết người ta cũng không nhận, hơn nữa còn cho người kéo mẹ con ra ngoài. Cửa hàng lại dám lừa gạt khách hàng. Đó là một chuỗi cửa hàng của thương hiệu siêu lớn siêu nổi tiếng trên thế giới, người bình thường chúng ta làm sao có thể đối đầu được đây? Hơn nữa con đã đem đồ ra khỏi quầy rồi, bây giờ người ta nói con âm thầm đem đồ thật đổi thành đồ giả thì con trả lời người ta thế nào? Đối với chuyện thế này con chỉ có thể cắn răng nuốt xuống, có trách cũng chỉ trách con ham rẻ thành ra tự mình hại mình mà thôi. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Giang Sách mỉm cười chuyện thể này vốn dĩ không phải gì quá to tát cả, với thân phận của Giang Sách Anh có thể cho mấy cửa hàng lừa đảo như vậy ngừng kinh doanh chỉ trong vài phút, cho kẻ đó cuốn gói rời đi. Tuy nhiên Giang Sách vẫn muốn nhìn xem cửa hàng này trông thế nào mà có thể ngang ngược như vậy, thủ đoạn độc đáo thế này lại làm rất trơn chu. Lợi dụng giảm giá để lừa các quý bà mua hàng, sau đó dùng hàng kém chất lượng để thay thế cho sản phẩm thật, vừa có thể lừa được tiền vừa không hề lưu lại sơ hở, đúng là rất lợi hai. Thực chất chuyện này rất giống với thói quen hiện nay là tăng giá trước rồi gắn mát giảm giá sau, chẳng qua cửa hàng này không giống vậy, người ta tăng giá trước rồi khi nào hạ giá mới bán hàng thật. Thói quen bán hàng giảm giá kém chất lượng thật sự rất khó chấp nhận, thảo nào tô cầm lại dầu dĩ không vui, bất kỳ ai gặp phải chuyện thế này cũng không thể nào vui vẻ được. Cuối cùng Giang sách hỏi một câu, vậy cửa hàng đó tên là gì? Định Khải Sơn suy nghĩ một lát rồi nói, một ông già như ba làm sao nhớ được mấy thứ này? Ninh Mộng Nhiên nói là Châu Báu Hằng Tinh. Châu Báu Hằng Tinh à? Giang Sách không nhịn được bật cười. Anh với Châu Báu Hằng Tinh đúng là rất có duyên. Hơn nữa anh cũng là một trong những cổ đông của Châu Báu Hằng Tinh. Chủ sở hữu của Milan Châu Báu Hằng Tinh lúc nhìn thấy Giang Sách cũng phải kính trọng gọi một tiếng ân nhân. Anh thản nhiên nói mẹ mẹ đừng lo, ngày mai con sẽ đưa mẹ đến Châu Báu Hằng Tinh lấy về số tiền mà bọn họ đã lừa mẹ. Tô Cầm ngẩng đầu lên, con nói thật sao? tất nhiên, à đúng rồi mẹ, mẹ có thể đem theo một cây búa. Hả, đem thứ đó theo làm gì? Đem theo đập kẻ đó. chương 582, không vì lý do gì khác, hôm nay tôi cũng đến đây để trả lại hàng. Ngày hôm sau, trên đường phố, Giang sách đưa mẹ vợ tô cầm đến trước cửa cửa hàng mới mở của châu báu hằng tinh, Đinh Mộng Nhiên sợ bọn họ xảy ra chuyện nên cũng đi theo. Vừa đến cửa đã thấy có mấy bác gái quyền quý vây quanh, ai nấy đều luôn miệng mắng chửi, trong tay bọn họ cầm đủ loại trang sức và hò hét đòi trả lại. Rõ ràng bọn họ cũng giống như tô cầm, đều là những người dân bình thường bị cửa hàng vô lương tâm kia lừa gạt, nhưng chuyện duy nhất bọn họ có thể làm chỉ là la hét mà thôi. Bởi vì cửa hàng trang sức đã sớm đoán được sẽ có chuyện như vậy nên bọn họ đã thuê mười mấy nhân viên bảo vệ đứng chặn ở cửa, đừng nói đến chuyện muốn vào trong đòi lại quyền lợi của mình, chỉ gần người nào dám gây chuyện thì bọn họ sẽ lập tức kéo ra ngoài. Cửa hàng lại dám lừa gạt khách hàng, Trước mặt một doanh nghiệp lớn như châu báu hằng tinh, những người dân bình căn bản không đủ sức đối đầu. Giang Sách chen vào trong đám đông, vừa định bước vào cửa hàng đã bị nhân viên bảo vệ chặn ở cửa. "Dừng lại, anh muốn làm gì?" Nhân viên bảo vệ không biết Giang Sách nhưng nhận ra Tô Cầm, vừa nhìn thấy Tô Cầm đến đã biết anh đến đây để đòi quyền lợi, người như vậy nhất định không thể cho vào. Giang Sách cố ý nói, "Chúng tôi mua phải hàng giả nên đến đây trả hàng." "Trả hàng?" mấy nhân viên bảo vệ nhìn nhau rồi bật cười thấy những người đó không bọn họ đều ở đây để trả hàng anh muốn đổi trả cũng phải xếp hàng phía sau bọn họ đi 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 mau đi xếp hàng trước đi còn phải xếp hàng hiện trường có tới mấy chục người nhưng không có ai được cho vào trong cho dù bây giờ có xếp hàng đến chết cũng không thể vào được tô cầm vừa sốt ruột vừa tức giận hôm qua bà đến đây cũng bị xua đuổi y như vậy đều là kiểu nói trái phải không được mà trực tiếp xông vào cũng không xong nếu làm căng quá thì sẽ bị cảnh sát đến, lúc đó càng tổn thất nhiều hơn. Giang sách căn bản không thèm để ý tới mấy lời của nhân viên bảo vệ, cứ thế bước vào trong. Này, anh có bị điếc không thế? Cút ra ngoài cho tôi. Nhân viên an ninh cũng không mấy thân thiện với loại người đột nhập thế này nên lập tức tiến lên túm lấy quần áo của anh kéo ra ngoài. Bọn họ không biết trước đây đã đánh bay bao nhiêu người, còn tưởng rằng giang sách cũng giống như quả hồng mềm. Nào ngờ bọn họ nhầm to rồi, sức mạnh của Giang Sách vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, mấy nhân viên bảo vệ thấy thế bèn cùng nhau tiến lên nhưng không thể nào kéo Giang Sách ra ngoài, anh khỏe như châu vậy. Giang Sách bước hai ba bước đi vào bên trong cửa hàng, vừa hất người một cái đã khiến đám nhân viên bảo vệ đồng loạt ngã xuống đất. Tình huống gì thế này? Đúng lúc này, một người đàn ông đeo kính, mồm nhọn như khỉ từ từ đi vào. Nhân viên bảo vệ nhanh chóng đứng dậy nói, quản lý tàu, chúng tôi không ngăn được tên này xông vào, Quản lý Tào bốn mắt xem xét giang sách từ trên xuống dưới sau đó hỏi có biết nơi này là đâu không? Chỉ cần làm vỡ một mảnh thủy tinh ở đây, e rằng cả đời này cậu cũng không bồi thường nổi. Nếu không muốn chết thì mau biến ra ngoài cho tôi. Giang sách thong thả lấy ra một chiếc hộp rồi mở ra, anh là quản lý Tào hà. Đây là chiếc vòng tay ngọc bích tôi mua ở cửa hàng của anh vào hôm qua với giá niêm yết là 1.200 vạn, tôi bỏ ra 120 vạn để mua, nhưng giá trị thực tế sau khi kiểm tra lại không đến 10 vạn. Các người có thấy mình quá đáng không vậy? Bán sản phẩm kém chất lượng để thay thế cho sản phẩm thật, đúng là không biết xấu hổ. Không vì lý do gì khác, hôm nay tôi cũng đến đây để trả lại hàng. Quản lý tàu mỉm cười. Trả hàng, trả cái gì hàng, rõ ràng lúc tôi bán cho cậu là đồ thật, bây giờ cậu quay lại để trả đồ giả, cậu mơ cũng đẹp quá ha. mươi 583, mọi người yên tâm, con người của tôi rất công tâm. Nói cho cậu biết, châu báu hằng tinh của chúng tôi là một thương hiệu lớn nổi tiếng toàn cầu, thế mà cậu lại dám đặt điều vu khống chúng tôi bán hàng giả, ha ha, coi chừng bị kiện đấy. Hai câu này thật sự rất thâm độc, không những không chịu thừa nhận đã lừa gạt người khác mà còn uy hiếp ngược lại, những người dân bình thường căn bản không có cách nào có thể nói lại được. Giang Sách mỉm cười rồi nói, chuyện mà một thương hiệu lớn nổi tiếng toàn cầu như châu báu hằng tinh quan tâm nhất là uy tín nếu trụ sở chính ở Milan hoặc người của chi nhánh Giang Nam biết anh lợi dụng danh tiếng của châu báu hằng tinh để làm ra một số chuyện trộm gà sờ chó như vậy, anh cho rằng bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Hửm, người có thể nói ra mấy lời này hẳn đã có chút hiểu biết về châu báu hằng tinh, nhưng cho dù vậy thì sao? Quản lý tào giám làm chuyện này chứng tỏ phía trên đã có người chống lưng, không sợ bị tố cáo. NH ta xem thường nói, nếu cậu đã nói như vậy thì cứ đi kiện đi, có cần tôi nói cho cậu biết số điện thoại khiếu nại của chi nhánh không? Hiện tại cậu có thể lập tức gọi điện. Giang sách chưa kịp lên tiếng đã có người ở phía sau hét lên, nếu anh có bản lĩnh thì cứ nói đi. Quản lý tào hừ lạnh một tiếng, cậu đến đây đọc số cho cậu ta đi. Thư ký lập tức đến đọc số cho những kẻ gây rối có mặt ở hiện trường, sau khi có được số để khiếu nại, bọn họ lập tức gọi điện cho chi nhánh Giang Nam. Hết người này đến người khác đồng loạt khiếu nại, nhưng vấn đề là quản lý tàu cùng một ruột với đám người kia, cho nên anh ta căn bản là không hề sợ bị bọn họ khiếu nại. Giang sách kinh nghiệm đầy mình nên đương nhiên có thể nhìn ra chuyện này có vấn đề. Anh lặng lẽ lấy điện thoại ra gọi điện, nhưng không giống với những người khác, anh không gọi đến chi nhánh Giang Nam mà điện trực gọi cuộc gọi quốc tế đường dài đến trụ sở chính ở Miên. Xin chào ngài Giang, xin hỏi ngài có dặn dò gì hả? À? Giúp tôi liên hệ với. Không bao lâu sau cuộc gọi của mọi người cũng kết thúc, những người khác chừng mắt nhìn quản lý tàu, người của chi nhánh chính sắp qua đây rồi, anh chờ cái cửa hàng này bị đóng cửa đi. Quản lý tàu phủi phủi xem thường. Hơn 20 phút sau, xe của chi nhánh đến. Đám đông tản ra, một người đàn ông mập mạp bước xuống xe, nhìn cái bụng vệ kia chắc hẳn cũng chứa không ít mỡ. Ông ta bước thẳng vào cửa hàng. Quản lý tàu lập tức dập tắt tàn thuốc sau đó bày ra dáng vẻ vui tươi hớn hở bước lên nói cậu, Đám người này dám nói châu báu hằng tinh của chúng ta bán hàng giả, cậu giúp cháu phân xử đi." Một tiếng của cậu vang lên lập tức làm mọi người có mặt ở đây lạnh lòng phân nửa. Người đàn ông mập mạp xoay người nhìn thoáng qua đám đông một cái rồi dừng dưng nói, "Tôi là Lưu Đức Phượng, giám đốc bộ phận của châu báu hằng tinh ở chi nhánh Giang Nam, mọi người có thắc mắc gì cứ việc nói cho tôi biết. Mọi người yên tâm, con người của tôi rất công tâm. Nếu là vấn đề của chúng tôi thì tôi chắc chắn sẽ xử lý." tuyệt đối không bao che, nhưng nếu vấn đề không nằm ở chỗ chúng tôi, chứng tỏ mọi người đã đặt điều hãm hại châu báu hằng tinh của chúng tôi, chắc chắn tôi sẽ không nương tay với mọi người đâu. Mấy lời này trên danh nghĩa là vậy, nhưng thực tế có tác dụng gì không thì không ai biết, có mấy bác gái nhìn nhìn nhau rồi cầm theo mấy món trang sức kém chất lượng bước lên. Chỗ trang sức này đều được mua tại cửa hàng của các ông, nhưng tất cả đều là hàng giả, mau trả tiền lại đi. Lưu Đức Phượng nhìn thoáng qua, bà có biên lai like và hóa đơn không? Có. Bác gái kia bày tất cả đồ ra đặt trên bàn, Lưu Đức Phượng cầm lên và kiểm tra từng thứ một, sau khi xem vài lần bèn mỉm cười. Lưu Đức Phượng giơ biên lai like và hóa đơn lên sau đó nói với đám đông, những biên lai like và hóa đơn này đều là giả, tất cả đều là giả hết. Ha ha, đúng là to gan, thế mà dám dùng biên lai like và hóa đơn giả để trả hàng, mấy người tưởng châu báu hàng tinh của chúng tôi dễ bị qua mặt lắm hay sao? Các bác gái hoàn toàn trợn mắt, số biên lai like và hóa đơn này sao có thể giả được chứ? Không thể nào. Giang Sách hít mắt đứng trong đám người, vở kịch này càng ngày càng thú vị rồi. Chương 584, trả tiền, dựa vào đâu chứ? Quản lý Tào và Lưu Đức Phượng nhìn nhau, lộ ra nụ cười gian xảo. Lúc này Đinh Mộng nhiên bước đến và nói, "Ông có thể cho tôi xem hóa đơn và biên lai like một chút được không?" "Có thể." Lưu Đức Phượng đưa cho Đinh Mộng Nghiên Bản thân Đinh Mộng Nhiên là giám đốc điều hành của sản xuất nhiệt đinh nên cô rất am hiểu về phương diện này, chỉ cần nhìn thoáng qua một lần là có thể biết đây có phải đồ thật hay không. Sau khi quan sát tỉ mỉ, Đinh Mộng Nhiên thở dài một hơi. Đúng là biên lai và hóa đơn giả. Lần này các bác gái không nhịn nổi nữa, chỉ thẳng vào mũi Lưu Đức Phượng chửi ầm lên, thậm chí còn có người định xông tới và cho miệng Lưu Đức Phượng tuét thành hai, nhưng nhân viên bảo vệ ngay lập tức chạy đến kéo tay của bác gái kia ra một vài người trong số họ trực tiếp lôi bác gái đó ra ngoài. Ha, không nhìn cho rõ đây là chỗ nào hay sao mà còn dám làm loạn. lá gan cũng rất lớn đấy nhỉ. Lưu Đức Phượng của trách mọi người, hiện tại sự thật đã rõ ràng, các người đem biên lai like và hóa đơn giả đến để vu khống người khác, lỡ ai đó không biết hiểu lầm là châu báu hằng tinh lừa gạt người ta thì biết làm sao. lùi lại một vạn bước mà nói. Cho dù biên lai like và hóa đơn của các người thật thì làm sao tôi có thể tin rằng mấy người không lén đổi sang đồ giả sau khi mua đây. Nói một cách công bằng, tôi hoàn toàn ủng hộ cách giải quyết của quản lý Tào trong chuyện này. Cho dù các người làm loạn cũng được, tố cáo cũng thế, châu báu hằng tinh của chúng tôi sẽ không e ngại đâu. Nói cho các người biết, hôm nay đừng mong có ai sẽ được trả lại dù chỉ là một xu. Nói nghe thật chính đáng. Đám bác gái kia chỉ có thể ôm một bụng tức mà không thể nói nên lời. Thật sự đã mắc mưu của đối phương rồi. Làm sao bọn họ có thể ngờ một cửa hàng danh tiếng như Châu Báu Hằng Tinh lại dùng hóa đơn giả được chứ? Hóa ra ngay từ đầu đối phương đã tính toán hết cả rồi. Các bác gái này đều đã lớn tuổi nên chỉ ham món lợi nhỏ trước mắt thôi, làm gì suy nghĩ nhiều như vậy. Đây là một bài học của việc tham thì thâm. Giang sách âm thầm bội phục, có thể hành động từng bước từng bước thế này đúng là không đơn giản quản lý Tào và Lưu Đức Phượng cấu kết với nhau lợi dụng danh tiếng của châu báu hằng tinh để kiếm tiền đút túi riêng, hơn nữa còn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy nữa. Cho dù có nói lý hay làm theo thủ tục cũng đều vô dụng, ngay từ đầu, tất cả mọi điều kiện có lợi đều bị bên kia chiếm hết, các bác gái này chỉ có thể cam chịu rằng mình suối quẩy. Tô cầm thở dài, sách hà, chúng ta về thôi. Cứ tiếp tục làm ẩm ý đi nữa cũng vô ích, ngoài việc chấp nhận thì có thể làm gì được đây tuy nhiên giang sách lại thản nhiên nói mẹ đừng lo lắng chuyện đã hứa với mẹ nhất định con sẽ làm được con nói trả tiền thì nhất định hôm nay phải được trả tiền không chỉ tiền mồ hôi nước mắt của mẹ mà còn của tất cả các cô chú có mặt ở đây tất cả đều phải trả lại toàn bộ tất cả mọi người đều nhìn về phía giang sách với vẻ mặt không dám tin làm sao có thể có chuyện như vậy chứ lưu đức vượng khinh bỉ nói cậu trai trẻ cậu đừng quá ngông cuồng tôi ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm ở trước mặt tôi cậu là cái thá gì? Trả tiền, dựa vào đâu chứ? Cậu hoàn toàn không có bằng chứng chứng minh mấy món trang sức này được mua từ châu báu hằng tinh của chúng tôi, chẳng lẽ muốn ép buộc trả lại hàng hà? chương 585, đúng đó, quả thật đám người này rất đáng ghét. Nói cho cậu biết, nhân viên bảo vệ của chúng tôi không phải bù nhìn, nếu cậu làm ẩm ý thì tôi sẽ gọi cảnh sát đến đưa cậu đi, giam giữ cậu từ 3 đến 5 năm đấy đấu với tôi, cậu xứng sao? Ông ta vừa nói xong đã nhận lấy một điếu thuốc từ quản lý tàu đưa cho, sau đó giết mấy hơi, bày ra dáng vẻ tiểu nhân đắc ý. Những người đứng xung quanh tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng chỉ đành bất lực không biết phải làm gì. Tuy nhiên, Giang sách không quá quan tâm mà ngược lại còn bình tĩnh nói, tôi nói trả là phải trả, không có bằng chứng thì thế nào. Chỉ cần tôi nói trả thì nhất định phải trả lưu đức phượng nhìn giang sách giống như nhìn một tên ngốc ha ha dựa vào cái gì cậu tưởng cậu là đại la kim tiên đấy à lời còn chưa dứt đã một chiếc xe bmw màu bạc đã từ từ chạy tới rồi dừng lại bên đường tiếp đó có một ông cụ bước xuống từ trên xe lưu đức phượng và quản lý tàu vừa nhìn thấy người này đã vội vứt tàn thuốc đi sau đó cung kính đứng thẳng người người này là phó giám đốc của châu báu hằng tinh ở chi nhánh giang nam vương kiện lai ông vương Sao ngài lại đến đây? Lưu Đức Phượng khách sáo hỏi. Lưu Đức Phượng điềm tĩnh thong thả bước đến, vừa đi vừa nói: Tôi nghe nói chi nhánh mới mở này lợi dụng danh tiếng của châu báu hàng tinh của chúng tôi để lừa đảo, nên tôi đến đây để kiểm tra. Lưu Đức Phượng cười gượng hai tiếng: Ha ha, ông Vương, ông yên tâm đi, tôi đã điều tra rõ ràng rồi, không phải lỗi của cửa hàng mà là những kẻ lừa đảo này muốn vu khống chúng ta, cho rằng cửa hàng chúng ta mới mở dễ bắt nạt nên đem theo hàng giả biên lai like và hóa đơn giả đến để yêu cầu trả hàng. Ha ha, đúng là mơ mộng viển vông. Quản lý Tào nói thêm, đúng đó, quả thật đám người này rất đáng ghét. Ông Vương, có chúng tôi ở đây xử lý là đủ rồi, ông mau quay về đi, kẻo gió lạnh khiến ngài bị cảm. Ừm, Vương Kiện Lai gật đầu sau đó nhìn về phía giang sách, dù cả hai không nói gì nhưng trong lòng bọn họ ngầm hiểu. Lúc trước khi còn ở Milan, Vương Kiện Lai đã tận mắt chứng kiến sức mạnh, y thuật, bản lĩnh, nhân phẩm, kiến thức của giang sách đều thuộc hàng xuất sắc nhất thế giới. Cũng vì vậy mà được bà cụ coi trọng đặc cách cho giang sách tiến vào ban giám đốc và nắm giữ 30% cổ phần công ty. Có thể nói, hiện tại ngoại trừ chủ sở hữu của châu báu hằng tinh ra, thì giang sách là người có địa vị cao nhất, chỉ cần giang sách tiết lộ thân phận của mình, quản lý tàu và lưu đức vượng sẽ bị sa thải trong vòng vài phút nhưng Giang Sách không làm vậy mà thay vào đó là tìm Vương Kiện Lai đến đây, chuyện đó có nghĩa là Giang Sách không muốn tiết lộ thân phận của mình. Đương nhiên, một người khôn khéo cả một đời như Vương Kiện Lai sẽ không, vạch trần, Giang Sách. Ông ta chắp hai tay sau lưng rồi thản nhiên hỏi, Lưu Đức Phượng, vừa rồi ông nói mấy món trang sức này đều là đồ giả đúng không? Lưu Đức Phượng đổ mồ hôi lạnh. Đúng vậy, đều là đồ giả, nhưng mà... Vương Kiện Lai phất phất tay, ý bảo ông ta không cần nói nữa nếu đã là đồ giả thì ông mau trả tiền lại cho người ta đi cái gì lưu đức phượng và quản lý tàu đều xứng sờ trả lại cái gì quản lý tàu nói ông vương vừa rồi ông không nghe thấy sao không những đó đều là đồ giả mà kể cả biên lai like và hóa đơn của bọn họ cũng đều là giả cả đấy chuyện đó chứng minh những món đồ đó căn bản không được mua ở chỗ chúng ta vậy dựa vào đâu chúng ta phải cho trả hàng ông vương không thể làm vậy được đâu. Vương Kiện Lai nhướng mày bất mãn, ông ta quát lớn, to gan, từ khi nào đã đến lượt ông đến dạy ông đây cách làm việc. Một tiếng quát này khiến quản lý tào sợ hãi quỳ thụp xuống, ông Vương, tôi không có ý đó, ông đừng nóng giận. Audio điện tử võ tấn bền, chương 586, nhưng vấn đề là trụ sở chính lại đồng ý. Quản lý tào vội kéo ống tay áo của Lưu Đức Vượng để ông ta nói đỡ vài câu lưu đức phượng mù tịt không hiểu đang xảy ra chuyện gì cứ tưởng vương kiện lai nhất thời tức giận mới trừng phạt nghiêm khắc như vậy nên vội cười lấy lòng nói ông vương thật ra ông ta chưa kịp nói xong đã lập tức bị vương kiện lai cắt ngang lưu đức phượng vâng ông vương ông cứ nói đi ông thân là giám đốc bộ phận của châu báu hằng tinh ở chi nhánh giang nam nhưng lại lợi dụng thân phận bao che cho người nhà để mặc cậu ta chống đối với cấp trên đúng là không biết xấu hổ nếu ông đã không biết dạy dỗ cấp dưới như vậy thì không cần làm nữa, bây giờ tôi sẽ tước bỏ chức vụ giám đốc của ông để ông đi đến chỗ tài vụ nhận lương với cậu ta rồi cút luôn một thể. What? Quả thực Lưu Đức Phượng không biết nên nói gì mới tốt, ông ta và quản lý Tào không giống nhau, cùng lắm thì quản lý Tào cũng chỉ là một quản lý nhỏ ở một chi nhánh có thể bị thay thế bất kỳ lúc nào, thật ra anh ta cũng chỉ dựa vào chức vụ của người cậu Lưu Đức Phượng của mình mới có thể bước lên cái ghế quản lý này. Cắt chức thì cắt chức cũng không phải chuyện quan trọng gì. Nhưng Lưu Đức Phượng thì khác, ông ta là nhân viên chính thức có quyền hành trong châu báu hàng tinh, tức là có biên chế, đã dốc sức làm việc ở công ty hơn 20 năm mới ngồi lên được vị trí kia, trừ khi xuất hiện sai lầm cực kỳ nghiêm trọng nếu không sẽ không dễ dàng bị cắt chức như vật. Cơ kết quả thì sao? Chỉ vì mấy lời nói chống đối của cháu trai mà bị tước mất chức vụ của mình. Không thấy chuyện này rất nhảm nhí hả? Rốt cuộc là ông Vương bị điên hay mụ mị đầu óc mới cho ra quyết định ngu ngốc như vậy đây? Lưu Đức Phượng cũng bắt đầu khó chịu, ông ta quát lớn, "Ông Vương, ông đừng có quá đáng." Lưu Đức Phượng tôi là giám đốc bộ phận đấy, muốn cắt chức cũng phải có sự thông qua của ban giám đốc ở trụ sở chính, ông có tư cách gì mà cắt chức của tôi? Trụ sở chính ấy à?" Vương Kiện lai like mỉm cười gọi điện thoại. Vừa kết nối đã mở loa ngoài, ông nói thẳng, phó giám đốc của chi nhánh Giang Nam Vương Kiện Lai yêu cầu tước bỏ chức vụ giám đốc bộ phận của Lưu Đức Phượng. Lưu Đức Phượng bật cười ha hả. Ông Vương, ông đang làm gì vậy? Tôi không hề mắc lỗi, ông cho rằng trụ sở chính sẽ đồng ý tước bỏ chức vụ của tôi sao? Hơn nữa ngay cả một tờ văn kiện chính thức ông còn không có, chỉ với hai ba câu đã đòi cắt chức của tôi, ông nghĩ mình là chủ của châu báu hằng tinh thật đấy à? Ông Vương ông đúng là giá cả lầm cầm rồi vừa dứt lời đã nghe đầu dây bên kia truyền đến một câu trả lời khẳng định yêu cầu được thông qua lập tức tước bỏ chức vụ giám đốc bộ phận của lưu đức phượng sau này không bao giờ nhận ông ta nữa chỉ trong nháy mắt ánh mắt của lưu đức phượng đã trở nên tối sầm không thể nào chuyện này không thể nào xảy ra được cho dù nghĩ thế nào ông ta cũng không tài nào hiểu được vì sao trụ sở chính lại có thể dễ dàng đồng ý yêu cầu hết sức vô lý của Vương Kiện Lai như vậy, chuyện này không hợp với lẽ thường tí nào. Nhưng vấn đề là trụ sở chính lại đồng ý. Vương Kiện Lai hỏi, bây giờ thì rõ rồi chứ, đến phòng tài vụ nhận lương rồi rời khỏi đây với cháu trai của ông đi. Lưu Đức Phượng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, ông ta chỉ tay vào Vương Kiện Lai, rốt cuộc thì một lão già như ông đã làm gì sao lưng tôi hả? Tôi phải giết chết ông. Ngay lúc Lưu Đức Phượng vừa định ra tay đã bị giang sách nghiêng người đá một cước vào bụng của Lưu Đức Phượng, đá ông ta văng ra xa 3 mét, trực tiếp đụng vỡ mấy tấm thủy tinh. Giang sách khẽ lắc đầu, chật chật, tôi nhớ có người nói nếu làm vỡ một mảnh thủy tinh trong đây thì e rằng cả đời này cũng không thể đến nổi, may mà người làm vỡ không phải là tôi, rất đắt đó. Lưu Đức Phượng hừ hừ trong đau đớn. Giang sách nói tiếp, tôi đã nói rồi, chỉ cần tôi nói trả tiền thì nhất định phải trả tiền, bây giờ ông có tin chưa? Hả? Trường 587, như vậy không tốt lắm đâu. Lúc này Lưu Đức Phượng mới hoàn toàn sáng mắt, ông ta dùng sức ngẩng đầu nhìn về phía giang sách. Làm việc ở đây nhiều năm nên sự nhanh trí của ông ta đã vượt trội hơn. Người bình thường rất nhiều, đương nhiên cảm nhận được chuyện hôm nay có gì đó không bình thường, và người không bình thường nhất ở đây chính là giang sách. Dường như từ đầu anh đã đoán trước được kết quả, mọi chuyện như thể đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Lưu Đức Phượng hỏi, cậu là ai? Tôi tên Giang Sách, chỉ là một người bình thường đến đây để đòi lại quyền lợi mà thôi. Giang Sách, Lưu Đức Phượng cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hai mắt trợn tròn vì cái tên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này. Với tư cách là giám đốc bộ phận, cách đây không lâu ông ta đã nhận được một thông báo chủ yếu nói về chuyện thay đổi chức vị của châu báu hằng tinh, chủ sở hữu chuyển từ bà cụ sang người con cả. Ở mặt sau của thông báo còn đề cập đến một người đàn ông có tên là Giang Sách được đặc cách tiến vào ban giám đốc và nhận được 30% cổ phần của công ty. Giang Sách, Giang Sách, người này chính là Giang Sách. Bởi vì chỉ nghe tên mà chưa từng gặp mặt nên Lưu Đức Vượng hoàn toàn không biết Giang Sách, đương nhiên không ngờ sẽ sẽ có ngày lại gặp nhau thế này, không những hợp sức với cháu trai lừa gạt mọi người mà còn gài bẫy mẹ vợ của Giang Sách. Đây chính là cổ đông lớn thứ hai của công ty, nếu dám xúc phạm anh sẽ bị anh sa thải trong phút chốc cho nên cũng không có gì quá ngạc nhiên khi Vương Kiện Lai dám liều lĩnh cắt chức của ông ta, trụ sở chính lại lập tức đồng ý với yêu cầu của Vương Kiện Lai mà không hề có chút do dự. Đắc tội với cổ đông thứ hai của công ty mà vẫn còn muốn ở lại à? Ha ha! Lưu Đức Phượng khóc không ra nước mắt, hại người cuối cùng lại thành hại. Minh, nếu ngay từ đầu ông ta thành thật trả lại tiền cho người ta thì kết quả đã không như thế này rồi, ngay cả công việc cũng đánh mất ông ta mất hơn 20 năm mới leo lên được vị trí này, còn chưa vất vét được chút tiền nào đã trực tiếp bị tống cổ. Đúng là số khổ. Sau khi biết được tất cả sự thật Lưu Đức Phượng đã bật khóc, quản lý tàu ngồi một bên không biết phải làm sao, anh ta không biết giang sách và cũng chưa bao giờ nghe nhắc đến nên đương nhiên không biết lý do mà cậu mình. Khóc, không để ý đến bọn họ. Phương Kiện Lai căn dặn thư ký chi nhánh, lập tức thông báo cho phòng tài vụ, lập tức hoàn trả lại tiền cho tất cả các quý bà có mặt ở đây, trả lại đầy đủ không được thiếu một xu. Đã hiểu, thư ký vội vàng rời đi. Sau đó một loạt tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên tại hiện trường, trên mặt mỗi người đều nở một nụ cười thật tươi, hôm nay đúng là rơi vào đường cùng tự có lối đi. Tất cả mọi người đều khen ngợi Vương Kiện Lai là một người công tâm không vụ lợi, mà Vương Kiện Lai chỉ lẳng lặng nhìn giang sách, mọi chuyện ông ta làm đều theo ý của giang sách, ngay cả nghĩ ông ta còn không thèm nghĩ chuyện vẫn chưa kết thúc giang sách nói với mẹ vợ tô cầm mẹ mẹ có mang theo búa không ừm um, có tô cầm lấy ra cây búa ra sách hà sao con lại kêu mẹ đem theo cái này giang sách ho khan một tiếng lấy tay chỉ vào chi nhánh rồi nói đập hả đập đúng vậy loại cửa hàng lừa gạt người khác thế này đáng bị đập nát như vậy không tốt lắm đâu tô cầm cầm búa căn bản không dám ra tay đua gì vậy đây là châu báu hằng tinh đó, bạn đập phá cửa hàng của người ta thì sẽ bị người ta kiện ngược lại đấy, liệu bạn có đủ tiền bồi thường cho người ta không? Thế mà một phó giám đốc chi nhánh như Vương Kiện Lai không những không phản đối mà còn lên tiếng ủng hộ, cậu đây nói đúng, chuyện châu báu hằng tinh của chúng tôi quan tâm nhất chính là hai từ, uy tín, loại chuyện thế này đúng là làm một sự sỉ nhục cho chúng tôi, phải đập nát, đập nát mới được, loại cửa hàng thế này tuyệt đối không được phép tồn tại. Cho nên các vị cứ yên tâm đập đi, Tất cả mọi tổn thất sẽ không bắt các vị phụ trách đâu. Có mấy lời này của Vương Kiện Lai, mọi người cũng cảm thấy bớt lo lắng, Tô cầm áp lực suốt hai ngày rốt cục cũng có cơ hội chút giận mọi uất ức trong lòng nên ra sức đập, đập thật mạnh. Soảng, Tô cầm trực tiếp dùng búa đập vỡ kính trong quầy, tâm trạng của bà lập tức dễ chịu hơn rất nhiều. Đã, thật là đã. Chương 588, 1 tỷ, tuyệt đối là một con số khổng lồ là một người nhẫn nhục chịu đựng tô cầm vẫn chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ như vậy hôm nay quả thực khiến cho bà vô cùng sướng bà quơ bùa giống như là chiến thần hạ phàm điên cuồng đập phá quầy hàng đủ loại cảm xúc không thoải mái trước đó tất cả đều được phát tiết hết ra ngoài đinh mộng nghiên sợ mẹ già nhà mình không cẩn thận khiến bản thân bị thương bèn vội tiến lên khuyên bảo để bà ấy kiềm chế chút giang sách đứng ở bên nhìn trên mặt mang theo ý cười Phương Kiện Lai cũng đi tới, nhìn Giang Sách đứng bên cạnh như chẳng thèm để tâm đến điều gì, đành dùng giọng nói lý nhí. Đồng nghiệp Giang, Tổng bộ Milan quyết định tiến hành mở rộng khu Giang Nam, đẩy mạnh thương hiệu này ở đây. Ít ngày nữa gia chủ sẽ đích thân đến, đến lúc đó còn hy vọng cậu có thể đưa ra phương án sắp xếp bố cục tại khu Giang Nam cho châu báu hàng tinh. Giang Sách lạnh nhạt nói, tôi biết rồi, chờ đến lúc đó tôi sẽ hỗ trợ. Thế tôi thay gia chủ cảm ơn cậu trước. Người một nhà không cần nói lời cảm ơn, ông khách khí quá rồi. Sau một trận đập phá, Tô Cầm nhận được tiền đền bù, cảm thấy mỹ mãn rời khỏi cửa hàng. Trên đường trở về, trên mặt bà vẫn luôn nở nụ cười. Việc hôm nay thật khiến người ta thư thái quá, sách hà, sao con chắc chắn người ta sẽ phải trả tiền bồi thường thể. Bởi vì châu báu hằng tinh là thương hiệu lớn quốc tế, đang chuẩn bị mở rộng trong nước, Hiện đang trong thời điểm mấu chốt cho nên không dễ dàng tha thứ cho việc lừa gạt khách hàng, vì thế chuyên đền tiền bồi thường là chuyện đương nhiên. Lời giải thích của anh nghe qua thì có vẻ rất có lý. Nếu không phải vì thân phận giang sách đặc thù thì số tiền hôm nay bọn họ đừng mơ lấy lại. Được một đồng. Sau khi đưa mẹ vợ và bà xã về nhà, giang sách nhận được điện thoại của công ty nên vội vàng rời đi. Khoa học kỹ thuật tầm mộng, trong văn phòng chủ tịch. Cả phòng hội nghị ngoại trừ cán bộ cao cấp của khoa học kỹ thuật tầm mộng, ngay cả nhân viên cao cấp của giải trí ức mạch cũng đến tham dự. Chủ đề của cuộc hội nghị hôm nay là mấy chữ, viện trợ tai họa. Ngày hôm qua trong công viên rừng xảy ra một trận lửa lớn, không chỉ thiêu hủy một số lượng lớn diện tích rừng rậm, mà còn khiến cho rất nhiều nhân viên bị bỏng. Bất kể là xây dựng lại khu rừng, hay là cứu chữa cho người bị thương, tất cả đều cần ban ngành các cấp hỗ trợ. Là xí nghiệp hàng đầu tại khu Giang Nam, khoa học kỹ thuật tầm mộng, giải trí ước mạch không thể trốn tránh sứ mệnh xã hội, bọn họ tất nhiên phải nghĩ cách trợ giúp phía chính phủ giải quyết vấn đề lần này. Nếu xử lý không ổn thỏa, xí nghiệp sẽ gặp phải áp lực từ các phương diện. Vì thế, Giang sách triệu tập tất cả quản lý đền, tiến hành hội nghị tham khảo. Tổng Giám đốc của Khoa học Kỹ thuật Tầm Mộng Trình Hải nói, đầu tiên, chuyện quyên tiền là không thiếu được, công ty nhất định phải nhanh chóng định ra một con số, tiến hành quyên góp tiền cho chính phủ, để cho các ban ngành chức trách của xã hội nhìn thấy thành ý của chúng ta. Giang sách gật đầu, dựng thẳng ngón tay cái quyên một tỷ. Một tỷ, tuyệt đối là một con số khổng lồ. Là xí nghiệp hàng đầu trong khu vực, Giang sách đảm nhận trọng trách lớn, quyên góp nhiều tiền như vậy ra ngoài, tin chắc việc xây dựng lại rừng rậm cùng với việc chữa trị cho người bị thương đều có thể đạt được hiệu quả một cách đáng kể. Trình Hải tiếp tục nói, ngoài bỏ tiền, tầm mộng còn cần nghiên cứu phát triển một loại thiết bị hồi phục kiểu mới, có thể trợ giúp bệnh nhân bị bỏng tiến hành hồi phục. Hiện tại có thể đưa nó vào thị trường, bán ra với giá bằng phí gia công. Đây là hạng mục từ thiện vô cùng tốt. Giang Sách lập tức đồng ý với đề nghị của Trình Hải, sau khi hội nghị chấm dứt, lập tức tung thiết bị ra thị trường với mức giá bán ra bằng phí gia công sản phẩm. Chương 589, cậu nghĩ ra cách giải quyết Giang Sách rồi hả? Mặt khác, tổng giám đốc của giải trí ức mạch Trình Đan Đình cũng nói Giải trí ức mạch ngoài quyên góp tiền, tôi đề nghị mời Minh Tinh điện ảnh, ngôi sao ca nhạc, tham gia quay một bộ phim nhựa, sau đó công chiếu trên các sạp chiếu phim, dùng tiền vé bán được quyên tặng cho việc xây dựng lại rừng rậm. Ý tưởng này không tệ. Vừa có thể tiếp tục mở rộng lực ảnh hưởng của giải trí ức mạch, lại vừa có thể trợ giúp việc gây dựng lại cơ sở sâu hỏa hoạn. Càng quan trọng hơn là có thể khiến cho quần chúng cảm giác được, chỉ cần tới xem phim là có thể giúp người khác, đây là một ý tưởng cực tốt. Vấn đề là, Giang Sách nói, quay một bộ điện ảnh khá tốn thời gian và công sức, chờ các cô quay chụp xong, chắc chuyện cũng xong rồi. Trình Đan Đình nói, về chuyện này thì anh cứ yên tâm, sau khi trở về tôi sẽ tập hợp các đạo diễn, biên kịch lại sáng tác kịch bản, sau đó phân tổ, đồng thời khởi động quay phim, sau cùng sẽ cắt nổi rồi biên tập lại. Có lẽ diễn xuất sẽ không được chỉnh chu, những bộ phim này chú trọng hình thức chứ không phải nội dung, nên có thể tranh thủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Giang sách gật đầu, được đó, cứ làm như cố nói đi. Sau buổi hội nghị, mọi người phân công nhau làm việc. Khoa học kỹ thuật tầm mộng lập tức đưa ra sản phẩm hồi phục kiểu mới, giải trí ức mạch đẩy nhanh tiến độ sáng tác kịch bản, đồng thời mời các minh tinh lớn tham gia diễn xuất trong bộ phim này. Toàn bộ được tiến hành hừng hực khí thế. Hành động với quy mô như vậy, gần như chỉ trong thời gian ngắn, Toàn bộ mọi người ở khu Giang Nam đều biết rõ Tầm Mộng và Ước Mạch đều có hành động, ai cũng thi nhau khen ngợi bọn họ. Lúc này, chỉ số ít người không phải quá vui. Trung tâm thành phố, tòa cao ốc Xí nghiệp Thiên Đình, trong văn phòng chủ tịch. Chủ tịch Tôn Vĩnh Trinh ngồi ở trên ghế, nhìn Tầm Mộng, Ước Mạch đang đẩy nhanh tiến độ các hạng mục trong tay, trong lòng thấy rất bực bội. Trên sofa, Tôn Tại Ngân cũng đang nhìn tin tức, không nói một câu. Im lặng rất lâu. Tôn Vĩnh Trinh không nhịn được tức giận vỗ bàn, cái thằng danh giang sách này, giả bộ làm người tốt cái gì chứ? Nào là quyên tiền, nào là tung sản phẩm mới, nào là mời minh tinh đóng phim tuyên truyền, con mẹ nó, cậu ta tưởng mình là đấng cứu thế sao? Tôn Tại Ngôn khẽ cười. Ít nhất người ta là vì nghĩ cho muôn dân chăm họ, là đang làm chuyện rất thực tế. Nếu anh không phục, anh cũng đi quyên tiền đi. Anh ta cùng một tỷ, anh có thể cùng hai tỷ, ba tỷ, không ai ngăn cản anh mà. Tôn Vĩnh Trinh tức giận hầm hừ. Nếu là nửa năm trước, hắn ta thật sự có thể quyên được 3 tỷ, nhưng hiện tại tình huống của xí nghiệp thiên đỉnh đừng nói là 3 tỷ, có là 300 triệu đối với hắn ta cũng là một việc khó. Tình trạng của công ty đang trên đà trượt dốc, công ty giải trí bà khổng gần như rơi vào trạng thái tê liệt. Nếu không phải nhà lớn nghiệp lớn, đổi thành một xí nghiệp nhỏ khác, đã sớm cun cút rồi. Nhưng cho dù thiên đỉnh là xí nghiệp lớn, hiện tại cũng đã nghèo rất mùng tơi, nếu cứ tiếp tục tiêu hao sớm muộn gì công ty cũng sẽ phá sản. Tôn Vĩnh Trinh không vui nói, rốt cuộc chú đứng ở bên nào thế? Tôi mời chú rời núi, là giúp tôi bày mưu tính kế đối phó giáng sách, chứ không phải nghe chú tới của trách tôi. Tôn Tại Ngôn khinh thường nói, nếu không phải vì tiểu điệp, anh cho rằng tôi sẽ đứng về phía anh sao? Đôi anh em này, ai cũng khinh thường đối phương, gặp nhau tương đối khó chịu. Nhưng bọn họ đều cần đối phương. Cho nên mối quan hệ giữa hai bên rơi vào tình cảnh khó coi. Hai người đều không nói gì, sau một lúc yên lặng, Tôn Tại Ngôn thở dài, chậm rãi nói, "Vì tiểu điệp, tôi chỉ có thể hy sinh Giang Sách, hy sinh công viên rừng, hy sinh dân chúng vô tội." Tôn Vĩnh Trinh vừa nghe thế, trên mặt xuất hiện nụ cười. "Cậu nghĩ ra cách giải quyết Giang Sách rồi hả?" Tôn Tại Ngôn gật đầu, trận hỏa hoạn lần này chính là ngày tận thế của Giang Sách, anh ta càng làm nhiều sẽ chết càng thảm thiết bị mới ư, đóng phim ư. Ha ha, tôi muốn anh ta thất bại toàn diện, tương lai không thể gượng dậy. chương 590, ông đang nghi ngờ thân phận của tôi sao? Mấy ngày kế tiếp, thiết bị khôi phục kiểu mới mà khoa học kỹ thuật tầm mộng tung ra thị trường bán rất chạy. Một lượng lớn gia đình của nhân viên bị thương đều đến cửa hàng mua về giúp người bị thương khôi phục. Khoa học kỹ thuật tầm mộng không chỉ quyên tiền, lại còn cung cấp thiết bị, trong khoảng thời gian ngắn đã nhanh chóng ngồi lên đầu các trang báo, nhận được vô số những lời khen. Ngợi, mấy ngày qua, Giang Sách không ở lại văn phòng tổng phụ trách khu Giang Nam để điều hành các công việc, thì lại đến khoa học kỹ thuật tẩm mộng xem xét tình hình tiến độ làm việc. Tuy trong khoảng thời gian này khoa học kỹ thuật tẩm mộng không kiếm được tiền, nhưng lại thắng ở danh tiếng. Chiếm được danh tiếng cực tốt trong các xí nghiệp. Sau chiến dịch lần này, tương lai bất kể là khoa học kỹ thuật tẩm mộng có nghiên cứu phát triển ra sản phẩm gì, tin chắc đều sẽ được người dân yêu thích ngay lúc hai người giang sách và trình hải ngồi ở trong phòng làm việc bàn bạc bước tiếp theo của kế hoạch lễ tân đi tới nói chủ tịch giang tổng giám đốc trình bên ngoài có một vị trẻ tuổi tự xưng là nhân viên quản lý của cục công nghiệp và thương mại viên ra tường chỉ đích danh muốn gặp người phụ trách của công ty cục công nghiệp và thương mại bọn họ tới làm gì trình hải đứng lên để tôi đi xem ông ấy đi theo lễ tân ra ngoài giang sách hít mắt đứng dậy đi theo Bọn họ mời viện gia tường đến phòng khách, sau đó bưng trà nước đến hầu hạ, Trình Hải ngồi ở phía đối diện anh ta. Giang Sách thì im lặng ngồi ở phòng nhỏ bên cạnh, ở bên này có thể nghe rõ âm thanh ở trong phòng tiếp khách, đây cũng là nguyên nhân vì sao Giang Sách cố ý xây phòng này. Chỉ nghe Trình Hải cười hỏi, các vị là nhân viên quản lý của cục công nghiệp và thương mại à? Viên gia tường rất không lễ phép mà gác chân trên cạnh ghế, sau đó nâng cốc trà lên uống một ngụm, rồi trực tiếp phun trên đất. Mẹ nó, không phải khoa học kỹ thuật tầm mộng các ông rất có tiền à? Sao đãi khách bằng cái này, khó uống quá đi. Trình Hải nhíu mày, trong lòng thầm nhủ sao người này lại bất lịch sự quá vậy. Nhưng ông ấy không dám muốn đắc tội anh ta. Tiểu Dương, đổi trà long tỉnh cho khách. Vâng ạ. Viên gia tường gật đầu, thế này còn được, công ty lớn phải có dáng vẻ mà một công ty lớn nên có, đừng có keo kiệt bủn xỉn thế chứ. Trình Hải đè xuống lửa giận, hỏi lại một lần nữa, xin hỏi, cậu đảm nhiệm chức vụ gì ở Cục Công nghiệp và Thương mại thế? Viên gia tường Trừng Trình Hải. Ông đang nghi ngờ thân phận của tôi sao? Dựng cái lỗ tai chó của ông lên mà nghe cho rõ, chủ nhiệm văn phòng Cục Công nghiệp và Thương mại Viễn Đông, đó là chú ba của tôi. Ông nói xem tôi làm gì ở Cục Công nghiệp và Thương mại. Trình Hải đau đầu, thân phận này của đối phương là thật hay giả chưa bàn đến, nhưng chủ nhiệm văn phòng là chú ba cậu thì cậu giỏi lắm sao? kết quả là, cậu vẫn chưa nói cậu đang làm gì ở Cục Công nghiệp và Thương mại mà. Trà đã được pha xong ạ, à. lễ tân bê trà đến đặt ở trước mặt viên ra tường. Anh ta cúi đầu uống một ngụm, cực kỳ hài lòng. Nhìn từ động tác dáng vẻ của anh ta thì căn bản không giống là người của Cục Công nghiệp và Thương mại, trái lại còn giống một tên lưu manh hơn. Trình Hải tức giận, nhưng mặt mày vẫn phải cười hỏi, thế xin hỏi. Lần này cậu tới khoa học kỹ thuật tầm mộng của chúng tôi là vì chuyện gì? Viên gia tường nói: "Gần đây công ty các ông có tung ra thiết bị mới trên thị trường, bán rất chạy đúng không?" "Tạm vậy. Hôm nay tôi tới chính là muốn kiểm tra danh sách chế tác của các ông, xem các ông có cố ý lên giá, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hay không." Nghe xong lời này, cuối cùng Trình Hải không nhịn nổi nữa. "Thiết bị mới của khoa học kỹ thuật tầm mộng chúng tôi đều được bán ra với giá gốc, chẳng những không kiếm được tiền, ngược lại còn cho không phí vận chuyển." Hai cậu nói chúng tôi lên giá chào hàng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không khỏi khiến người ta chạy lòng quá đấy. Audio điện tử võ tấn bền chương 591, anh ta không hiểu thì đừng có xem. Viên gia tường chép miệng, ôi ôi ôi, coi ông kích động chưa kìa, chính trực không sợ gian tà, tôi chỉ mới nói có thế, ông đã kích động cái gì? Chẳng lẽ, bị tôi chọc trung điểm yếu rồi? Sao? Quả thực chính là vô sỉ không nói lý trình hải là người nghiêm túc căn bản không có cách nào với tên vô lại này tức không biết phải nói gì cho phải viên gia tường tiếp tục nói không kiếm được tiền lại còn bỏ vốn ra bán ha ha lời này nói ra ai tin chứ trên thế giới này không gian thì không phải doanh nhân ông nói tôi nghe thử xem các ông làm như vậy thì có thể kiếm được lợi lộc gì các ông bỏ tiền vốn ra bán thì được của hời gì nói đi chuyện này phải bảo người ta nói thế nào khoa học kỹ thuật tẩm mộng một mặt là vì làm việc thiện, về mặt khác là vì muốn tích lũy danh tiếng. Chuyện này ai có mắt nhìn đều thấy được, nhưng nhìn ra được lại không thể nói ra được, nói ra sẽ khiến người ta cảm thấy giả tạo. Trình Hải vừa vội vừa giận, trong bụng tràn ngập lửa giận với tên vô lại này mà lại không có cách nào phát tiết. Viên ra tường thì lại lơ đánh, ngón tay gõ mặt bàn, lạnh nhạt nói, nhanh đi, đưa danh sách chế tác thiết bị mới của công ty ông ra đây cho tôi xem, nếu không thành vấn đề không phải có thể chứng minh rằng ông vô tội sao đây là câu duy nhất trước mắt anh ta nói đúng trình hải sai nhân viên cấp dưới cầm danh sách chế tác đến đặt ở trước mặt viên ra tường viên ra tường cầm lên xem thật ra nhìn dáng vẻ không hề nghiêm túc của viện ra tường là biết anh ta xem không hiểu gì chỉ làm bộ làm tịch tùy ý xem qua thôi trên thực tế bản danh sách tỉ mỉ kỹ càng thế này cho dù là nhân viên chuyên môn cũng phải tìm chút thời giờ thật sự nghiên cứu mới có thể hiểu rõ, đối phương xem xét một cách mù quáng thế này thì xem ra được gì. Quả nhiên, sau đó lời viện gia tường nói suýt nữa khiến Trình Hải tức hộc máu. Anh ta vừa rung đùi vừa nói, "Này, bản danh sách này của ông có vấn đề rồi, chỉ với chút hít tài liệu trên danh sách của ông, cộng thêm phí nhân công, một bộ thiết bị nhiều nhất cũng không tới 100 tệ." cự thật, lúc ông bán ra ngoài thị trường lại bán một bộ với giá 528 tệ. Thế này mà còn bảo mình không kiếm tiền, bán vốn sao? Khoa học kỹ thuật tầm mộng các ông thật đúng là biết kinh doanh. Nếu đổi thành người bình thường, Trình Hải đã sớm nhảy dựng lên đuổi đi, anh ta đang nói cái khỉ gì vậy? Anh ta không hiểu thì đừng có xem. Lại còn tốn 100 tệ phí hao tổn, 100 tệ thì cậu cầm đi sản xuất một bộ thiết bị cho tôi xem xem đứng nói chuyện mà không nhìn thế, thật sự không có học. Trình Hải cắn răng, hầm hư nói, có lẽ cậu không hiểu rõ về danh sách này, số tài liệu bên trong ấy không hề rẻ. Hơn nữa, chúng tôi còn phải tiết kiệm phí nhân công hết sức mới có thể đè xuống cái giá là 528 tệ này, thật sự không hề kiếm được đồng nào. Đủ rồi, đã đến nước nào rồi còn giả vờ với tôi. Viên gia tường không có ý tốt nói, khoa học kỹ thuật tầm mộng các ông nói là lấy giá bán thấp hơn giá gốc, chẳng những thắng được danh tiếng lại còn nhân cơ hội kiếm không ít tiền bạc, khá lắm một mũi tên chúng hai con chim. Nếu không phải tôi có trí tuệ hơn người, tra ra vấn đề của các ông, chỉ sợ là cả xã hội đều bị các ông lừa cho chẳng hay biết gì. Hôm nay, tôi nhất định phải khiến khoa học kỹ thuật tầm mộng các ông mất trắng tay. Các ông bán ra được bao nhiêu tiền, cứ lấy con số đó ra làm mốc mà xử lý, phạt gấp 5 lần. Tôi còn muốn cho cả xã hội biết một mặt xấu xí của các ông, khiến các ông thân bại danh liệt. chương 592, cái thói đời gì không biết. Xí nghiệp thiên đình, trong văn phòng chủ tịch. Tôn Vĩnh Trinh vội vã hỏi, chú em này, kế hoạch của chú có đáng tin không? Tôn Tại ngôn cười nói, chuyện tuyệt đối không có sơ hở, viên gia tường là lẻ có lòng tham không đáy, không có ra mặt, bắt được cơ hội sẽ chỉnh chết khoa học kỹ thuật tầm mộc, gặp phải tên vô lại này, bọn họ không nôn ra một búng máu thì không được. Phạt tiền, nhận về tiếng xấu, Gần như là chuyện tất nhiên. Tôn Vĩnh Trinh lại hỏi, nếu viên gia tường tham tài như vậy, khoa học kỹ thuật tầm mộng dùng tiền tiêu tai hỏa thì sao? Tôn tại ngôn cười ha ha, chuyện ngu xuẩn này mà anh cũng nghĩ ra được là, dùng tiền tiêu tai hỏa sao? Khoa học kỹ thuật tầm mộng chỉ cần dám bỏ tiền, tôi sẽ khiến bọn họ mắc cái tội lớn hơn nữa hối lộ. Đến lúc đó, bọn họ có tẩy trắng thế nào cũng không sạch, có không thành vấn đề cũng biến thành có vấn đề. Tôn Vĩnh Trinh có hơi mất hứng. Sao mình lại ngu xuẩn hả? Nhưng nghe xong lời Tôn Tại Ngôn nói, hắn ta đổi giận thành vui, bởi vì thế cục trước mắt, khoa học kỹ thuật tầm mộng gần như không thể quay đầu. Tôn Tại Ngôn tiếp tục nói, "Huống hồ, tôi còn chuẩn bị cả hai tay. Rất nhanh, chiến đội thứ hai sẽ phải tham gia gặt hái, tôi muốn nhìn xem Giang Sách sẽ tiếp chiêu thế nào." Trải qua bố cục được sắp xếp tỉ mỉ, tin chắc không đến mấy ngày nữa khoa học kỹ thuật tầm mộng sẽ phải đóng cửa thực lực của tôn tại ngôn vẫn rất mạnh. Nếu đổi thành công ty bình thường, người bình thường, tuyệt đối không chịu nổi chuyện bị anh ta luân phiên oanh tạc, cho dù là giang sách cũng có chút cố sức. Anh ta lại tiếp tục nói, đặt khoa học kỹ thuật tầm mộng sang một bên đi, hiện tại chúng ta tâm sự chút chuyện về giải trí ức mạch, lần này, tôi muốn nhổ tận gốc hai công ty này, không cho giang sách bất cứ cơ hội xoay mình nào. Tôn Vĩnh Trinh cười ha ha. Kế hay, kế hay. Giang sách, không phải cậu thích làm việc thiện sao? Tôi sẽ khiến cậu càng làm nhiều càng lắm sơ hở, càng bị thương nhiều. Phải biết rằng, trên đời này, làm chuyện gì cũng đều được, trừ việc làm người tốt. tôn tại ngôn ở bên cạnh, sắc mặt có chút tái nhợt. 20. Nếu không phải vì tiểu điệp, anh ta chắc chắn sẽ không ra hạ sách này, dùng thủ đoạn xấu xa bị ổi này đối phó giáng sách. Anh ta chỉ có thể nói thầm một câu trong lòng, xin lỗi. Tôn Vĩnh Trình khoác vai anh ta, chú em, đừng mày trao mặt ủ nữa, tôi biết cậu đang nghĩ gì. Yên tâm, chờ cậu giúp tôi giải quyết xong giang sách, xử lý xong khoa học kỹ thuật tầm mộc, giải trí ức mạch, tôi sẽ lấy danh nghĩa của chủ để quyên tiền, giúp chú giảm bớt trách nhiệm tâm lý được không? Tôn Tại ngôn hất tay hắn ta ra, không cần anh giả nhân giả nghĩa, tôi chỉ muốn tin tức về tiểu điệp. Đừng nói nhảm, tiếp tục sắp xếp bố cục giải quyết giải trí ức mạch đi bên kia trong phòng tiếp khách của khoa học kỹ thuật tầm mộng mặt mày trình hải sám như cho tàn đối với viện gia tường ông có muốn biện giải cũng không biết nên biện giải như thế nào chẳng lẽ làm chuyện tốt cũng cần phải bị trừng phạt sao cái thói đời gì không biết viên gia tường dựa vào lưng ghế vô cùng cản dỡ gác hai chân lên bàn hội nghị anh ta vừa rung đùi vừa nói đừng giả vờ nữa cả bó tuổi rồi lại còn giả trang thành kẻ thuần khiết vô tội với tôi thú vị lắm sao Lúc này, cuối cùng viên gia tường cũng giấu đầu lòi đuôi. Anh ta cười gian nói, tôi cũng không nói lời vô nghĩa với ông nữa, ông cũng thấy đấy, hôm nay tôi đến một mình, ông có biết tại sao không? Trình Hải sửng sốt, có ý gì? Viên gia tường nhẹ giọng nói, tôi ấy mà, chính là muốn cho ông một cơ hội. Tuy Trình Hải chính trực, nhưng không có nghĩa là ông ngu xuẩn, câu nói đơn giản như vậy vừa nghe là biết mục đích của đối phương không có việc gì mà ân cần không phải kẻ gian cũng là kẻ cướp. chương 593, cho nên, có cắn răng cũng phải chống đỡ. Đặc biệt là cái loại vô lại này, không có lợi lộc sẽ không làm, anh ta không thể mất công tốn sức chạy từ xa đến chỉ vì xem một bản danh sách, mục đích duy nhất đương nhiên chỉ có một chữ tiền. Bị người ta coi thành thằng ngốc, Trinh Hải cực kỳ khó chịu, ông ấy giả bộ hồ đồ, hỏi cậu có ý gì? Tôi không hiểu, Viên gia tường vui vẻ, lão già kia, ông bất giả vờ với tôi đi, ông có tin chỉ trong vòng vài phút tôi có thể khiến công ty ông thân bại danh liệt không? Trình Hải không nói. Viên gia tường vỗ bàn, không nói nhiều với ông nữa, muốn công ty tiếp tục hoạt động, kiếm tiền, hay muốn công ty giữ được danh tiếng, ông phải đưa ra quan điểm thực tế. Sản phẩm mới của công ty các ông, khấu trừ 100 tệ phí tổn, mỗi một đơn bán được, tôi muốn lấy 60% tiền lãi. Nghe rõ chưa? Những lời này, nghe mà định tại nhức óc. Trình Hải thật sự không dám tin, trên thế giới này thật sự còn có người cặn. Bã như anh ta, thiết bị mới vốn đã bán lỗ, chỉ vì làm việc thiệt, chiếm được danh tiếng tốt, kết quả viên ra tường còn đòi moi tiền từ chỗ bọn họ. Hơn nữa còn ăn dày. Trừ đi 100 tệ phí tổn, mỗi đơn hàng bán ra đòi lấy 60% tiền lãi. Có thể nói, nếu đồng ý với yêu cầu của đối phương, Khoa học kỹ thuật tầm mộng sẽ bồi thường đến cái nịt cũng không còn. Nhưng mà, có thể từ chối sao? Không thể. Một khi từ chối, viên gia tường sẽ lập tức tìm người tung tin nói xấu bọn họ, nói khoa học kỹ thuật tầm mộng hét giá lại còn giả vờ từ bi. Đến lúc đó, khoa học kỹ thuật tầm mộng chẳng những phải bồi thường tiền mà danh tiếng cũng sẽ một đường trượt xuống. Đó mới đúng là cùng đường. Thân là tổng giám đốc của công ty, Trình Hải không thể trơ mắt nhìn công ty đi đến bước đó khoa học kỹ thuật tầm mộng là do giang sách hao tốn rất nhiều tâm sức mới có thể giành lấy, nếu cứ chết trong tay ông như thế, ông còn mặt mũi nào mà gặp giang sách. Sau trăm tuổi, làm sao dám xuống suối và gặp tổ tiên nhà họ giang. Cho nên, có cắn răng cũng phải chống đỡ. Một ông cụ đã lớn tuổi, cố nén chua sót trong lòng, nước mắt uất hận tràn ngập trong mắt. Ông quyết định đồng ý với yêu cầu của viện gia tường. Đường lúc nhìn cân treo sợi tóc. Kết một tiếng, cửa phòng tiếp khách mở ra. Hai người đồng thời nhìn về phía cửa, chỉ thấy Giang Sách mỉm cười đứng ở cửa, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Anh là ai? Ai cho anh vào? Viên gia tường hiển nhiên đã coi mình là đại ca của nơi này. Giang Sách cũng không ngại nói, tôi tên Giang Sách, là chủ tịch của khoa học kỹ thuật tầm mộng, vừa rồi có chút việc bận nên tới chậm, xin lỗi nhé. Nói xong, anh ngồi đối diện với viện gia tường. Viên gia tường mất kiên nhẫn nói, công ty các anh làm ăn kiểu gì vậy? Nhân vật lớn như tôi đến cũng không biết ra mà đón tiếp, lại còn từng người đến gặp tôi, thật kỳ cục. Giang Sách cười nói, thật sự xin lỗi, vừa rồi quả thật có chút chuyện nên chậm trễ. Anh chuyển lời hỏi, đúng rồi, nghe nói anh là nhân viên công tác của cục công nghiệp và thương mại. Không biết lần này tới khoa học kỹ thuật tầm mộng của chúng tôi là có chuyện gì? Viên gia tường một cước đá văng cái ghế dựa bên cạnh. Cực kỳ mất hứng, thì ra vừa rồi nói nhiều như vậy lại vô ích hả? Anh ta chỉ vào Trình Hải, ông tự nói với anh ta đi. Trình Hải thở dài, nói tóm tắt lại đầu đuôi câu chuyện vừa rồi, hơn nữa còn âm thầm để lộ ý nghĩ của mình đồng ý với viện gia tường, đừng quậy lớn chuyện. Ừm, tôi hiểu rồi. Giang sách gật đầu, nhìn viên gia tường, bình tĩnh hỏi, viên gia tường, anh. Châu bảo vậy, người trong nhà anh có biết không? chương 594, ông ta có mấy cái mạng để dùng chứ? suốt lời, sắc mặt viên ra tường nhất thời trở nên rất khó coi, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Anh, anh nói cái gì hả? Tôi đang thi hành công vụ, đi ngay ngồi thẳng, anh bớt lấy chú ba tôi ra dọa tôi đi. Tôi sẽ nói thẳng với anh thế này, nếu hôm nay các anh không cho tôi một câu trả lời hài lòng, tôi đây sẽ không khách khí với các anh đâu. Công ty bị dừng hoạt động là chuyện nhỏ, không cẩn thận tôi sẽ cho các anh phải nhận hình phạt, ngồi tù bóc lịch cả đời đó." Giang Sách mỉm cười lắc đầu. Anh càng bình tĩnh, càng không nói lời nào, lại càng khiến cho trong lòng Viên Gia Tường không nắm chắc. "Cười cái gì mà cười? Anh tưởng tôi đang đùa đấy à?" Giang Sách nói, "Hình phạt, ngồi tù, một dân chúng bình thường như anh mà có quyền lực lớn thế sao? Cho dù anh có là nhân viên quản lý của cục công nghiệp và thương mại thì hình như cũng không có quyền đưa ra hình phạt nhỉ?" anh ngay cả chức vụ trong các ban ngành thuộc chính phủ còn không nắm rõ, lại dám đến đây giả vờ giả vịt cái gì. Viên gia tường bị nói cho sứt đầu mẻ chán. Đúng vậy, anh ta ngoài là cháu của viện đông chủ nhiệm văn phòng Cục Công nghiệp và Thương mại thì chẳng là gì cả. Đừng nói là làm việc tại Cục Công nghiệp và Thương mại, đến cái cửa của Cục Công nghiệp và Thương mại anh ta còn chưa vào được mấy lần. Tất cả chỉ là mượn danh tiếng của chú ba để giả danh lừa bịp, đáng tiếc, giang sách không để mình bị quay vòng vòng. Càng khiến viên gia tường tuyệt vọng chính là, giang sách phủi tay, nói to, chủ nhiệm viên, những lời vừa rồi chắc ông đều nghe được cả rồi chứ. Chủ nhiệm, viên, viên gia tường sửng sốt hạ, sau đó cười ha ha, giang sách, con mẹ nó, đầu óc anh có vấn đề à? Còn muốn dọa tôi sao? Chú ba tôi có thân phận gì, anh lại có thân phận gì? Chú ba tôi là khách quý dùng hiệu lớn tám người khiêng cũng chưa chắc mời nổi, bớt giả vờ giả vịt với tôi đi các anh cứ chờ chết đi. Ngay lúc anh ta vừa dứt lời, một giọng trầm truyền đến. Xuất sinh, chỉ hai chữ, đã khiến viên gia tường sợ tới mức bùn rùn chân tay, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Âm thanh này, giọng điệu này, quá quen thuộc, đó chính là giọng của chú ba anh ta viên đông, không lẫn đi đâu được. Thật sự là chú ba ư. Viên gia tường không tin, ôm tia hy vọng sau cùng nhìn đến cửa, kết quả chỉ thấy được người khiến anh ta sợ nhất. Chú ba, chủ nhiệm văn phòng Cục Công nghiệp và Thương mại Viễn Đông, đứng ngay ở cửa phòng khách, hai mắt trừng viên ra tường như sắp phun ra lửa rồi. Từ lúc viên ra tường nói ra thân phận, Giang sách đã âm thầm nhắn tin cho Mộc Dương nhất đi đón viên đông đến một chuyến. Viên đông nhận được mệnh lệnh của người tổng phụ trách, nào dám sơ suất. Vô cùng lo lắng chạy tới. Kết quả vừa tới, đã bị Giang sách đưa đến phòng bên cạnh phòng khách. Ngay từ đầu viên đông còn chẳng hay biết gì, Mãi đến khi nghe thấy giọng viên ra tường, nghe anh ta đe dọa khoa học kỹ thuật tầm mộng, nhất thời sắc mặt ông ta tái mét. Đe dọa khoa học kỹ thuật tầm mộng, đó chính là đe dọa giang sách, đe dọa người tổng phụ trách. Ông ta có mấy cái mạng để dùng chứ? Viên ra tường có phần xấu hổ, nhưng còn muốn tranh thủ chút cơ hội cuối cùng, anh ta vẫn cười trừ nói, chú ba, chú đã đến rồi, vừa hay cháu phát hiện danh sách nguyên vật liệu của công ty này có vấn đề, bị tình nghi là cố ý lên giá chào hàng, nhiễu loạn thị trường, cháu đề nghị. Không đợi anh ta nói xong, viên đông đã đi đến giơ tay cho anh ta một bạt tai. Bóp, viên ra tường bị đánh một cái, cả người ngã lăn trên mặt đất, tay che miệng nhìn về phía viên đông. Chú ba, chú làm gì vậy? mươi 595, nhân vật lớn. Tôi quyết định rồi, hôm nay tôi muốn vị đại nghĩa diệt thân, dạy cho tên khốn nạn vô liêm to gan lớn mật này một bài học. Viên đông trực tiếp cởi giày, đánh viên ra tường một trận. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sao ông ta lại có đứa cháu vô dụng thế hả? Càng nghĩ càng giận, càng giận lại càng ra tay nặng. Viên ra tường bị đánh cho gào khóc gọi bậy, khổ không thể tả. Sau khi đánh một trận, viên đồng ấy náy nói lời xin lỗi với giang sách, thật có lỗi quá, là tôi quản giáo không nghiêm, khiến cho cái thứ vô liêm sỉ mất dậy này ra ngoài chơi làm mất mặt, xấu hổ quá. Giang sách chỉ nói bốn chữ, giải quyết việc chung trong lòng viên đông lộp bộp. Vâng, thật ra sở dĩ ông ta xuống tay độc ác như vậy một mặt là thật sự tức giận, còn về mặt khác là hy vọng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, để cho giang sách đừng quá so đo, bỏ qua cho viên ra tường lần này. Dù sao cũng là cháu ông ta, là đứa cháu ông ta cưng chiều. Nhưng giang sách sao lại không nhìn ra toàn tính của viên đông? Trái phải rõ ràng trước mặt, không nể nang tình cảm gì hết, nếu cứ vậy mà để viên ra tường chạy, thế chẳng phải sẽ khiến cho người tốt làm việc thiện trong thiên hạ phải lạnh tim sao? làm chuyện tốt không cầu báo đáp nhưng cũng không thể vô duyên vô với chịu ấm ức được. cho nên viên gia tường tuyệt đối không thể được bỏ qua dễ dàng. viên đông thở dài, nhéo tại viện gia tường, theo chú ra ngoài. ông ta kéo viên gia tường đi ra ngoài. đợi cho hai người đều đã đi hết, trinh hải vẫn còn đang chấn động, chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ông đã chuẩn bị tước vũ khí đầu hàng với viện gia tường rồi sao đột nhiên một viên gia tường đang kiêu căng không bì nổi bỗng chốc bị giải quyết trong vòng một nốt nhạc như vậy thật đúng là chuyện tại quái nhà trời Trình Hải tò mò hỏi cậu chủ sao cậu làm được như vậy sao viên gia tường lại dễ dàng xử lý như vậy Giang sách cười lão Trình vừa rồi ông cũng nghe thấy đó viện gia tường chỉ là loại cáo mượn oai hùng thôi anh ta căn bản không phải người của cục công nghiệp và thương mại cho nên, bị dẫn đi cũng là chuyện cực kỳ bình thường đi. Trình Hải lắc đầu, tôi không nói chuyện này, tôi muốn nói là, sao cậu có thể mời nhân vật lớn như viên đông tới đây? Nhân vật lớn? Ha ha, ở trước mặt giang sách, viễn đông căn bản chính là vai phụ không đáng nhắc tới. Chỉ cần giang sách muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến viễn đông xuống đài, thay thế những người khác lên làm chức vụ của ông ta. Giang sách lạnh nhạt nói, tôi cũng không dùng cách gì đặc biệt, chỉ nhờ người gọi điện thoại cho viên đông nói với ông ta cháu ông ta đang ở trong này đe dọa uy hiếp muốn vơ vét tài sản của tôi thế là ông ta tới luôn chỉ vậy thôi sao ừm tuy giải thích có hơi gượng ép nhưng hình như cũng không có vấn đề gì lớn giang sách đứng lên đi chúng ta đi xem viên ra tường bị sách đi thế nào được ra nhìn xem sao hai người một trước một sau ra khỏi văn phòng vừa đến bên ngoài liền nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đi đến vài nhân viên cảnh sát phòng tay viên ra tường dẫn đi tốc độ cực nhanh khiến người ta kinh ngạc đây là điều đương nhiên giang sách yêu cầu cảnh sát đến có thể không nhanh chóng chạy đến được sao trình hải cực kỳ hài lòng gật đầu hay lắm đây chính là đáp án cho câu nói kia ác giả ác báo không phải không báo mà là chưa tới lúc chờ thời cơ chín muồi tự nhiên phải trả giá tính tình lão ngoan đồng trình hải kia vẫn không có chút thay đổi nào giang sách nghe xong cười ha hả ngay lúc bọn họ cho rằng chuyện đã kết thúc, chuẩn bị xoay người rời đi, bỗng nhiên, một đám người từ đằng xa dơ băng rôn biểu ngữ, chậm rãi đi tới. Trên băng rôn có viết mấy chữ to, gian thương ắt phải phải chết. chương 596, gian thương ắt phải chết. Mới vừa tiến bước viên ra tường, lại nghênh đón một đám người không biết từ đâu tới, chuyện xấu núi tiếp chuyện xấu, đây không phải chuyện ngẫu nhiên xảy ra. Giang sách hít mắt, trực giác nói cho anh biết, có người đang đứng sau màn chỉnh anh. Có người muốn khoa học kỹ thuật tầm mộng xong đời. Cậu chủ, Trình Hải gọi một tiếng, trong lòng hơi lo lắng, nhìn một đám người cùng tới, có cảm giác sắp gặp chuyện không may rồi. Ông không dám sơ suất, lập tức để cho bảo vệ của công ty đều đi ra hết. Dù sao khoa học kỹ thuật tầm mộng cũng là xí nghiệp đi đầu, là công ty lớn hàng đầu tại thành phố Giang Nam, số lượng bảo vệ không phải ít. Nếu phải đánh nhau, bọn họ cũng không đến nỗi thua. Vấn đề là, hiện tại còn không biết đám người kia đến làm gì, nói chung cử khiến lòng người. Hoang mang. Không lâu sau, một đám người đen kịt ùa đến, cầm đầu là một người phụ nữ đẩy xe lăn, trên xe lăn là một người đàn ông hai chân bằng thạch cao. Lúc đôi bên cách nhau còn độ 7-8 mét, đám người dừng bước. Trong đám người, một đứa trẻ cầm thiết bị kiểu mới đứng dậy. Trình Hải nhận ra, thiết bị kiểu mới này là thiết bị khôi phục mà khoa học kỹ thuật tẩm mộng vừa mới đưa ra thị trường, thấy một màn như vậy, trong lòng Trình Hải liền cảm thấy không ổn. Vừa rồi, chính là thiết bị mới kia rước vị ôn thần viên ra tường kia đến. Khó khăn lắm mới tiến bước được ôn thần, hiện tại vì sao đám người này lại đến? Ai là người phụ trách ở đây? Người phụ nữ dùng giọng nói thê lương hỏi. Trình Hải tiến lên phía trước một bước, chủ động chắn đao thay giang sách, mở miệng nói tôi là Trình Hải, tổng giám đốc công ty, người phụ trách của khoa học kỹ thuật tầm mộng. Người phụ nữ gật đầu, tôi tên là Hứa Quân Mỹ. Cô ta lại nhìn người đàn ông trên xe lăn, cổ họng nghẹn lại nói, ngồi trên xe lăn là chồng tôi uông cường. Hai. Trình Hải hỏi, không biết vợ chồng cô cậu kéo một đám người đến đây là có chuyện gì? Hứa quân Mỹ vừa nức nở vừa nói, ba ngày trước, công viên rừng bị một trận lửa lớn thiếu rụi, khiến chồng tôi bị bỏng, sau mấy ngày được bác sĩ cứu chữa, về cơ bản đã không còn trở ngại, từ từ khôi phục là ổn nhưng hai ngày trước khoa học kỹ thuật tầm mộng các ông tung ra thị trường số lượng lớn thiết bị khôi phục, nói là có hiệu quả vô cùng tốt cho việc trị bỏng. Vì để tâm lý của chồng tôi được tốt hơn, tôi bỏ tiền mua cho anh ấy một chiếc, ai ngờ. Nói đến đây, hứa quân Mỹ khóc sống lên, nước mắt lã trã rơi xuống. Trình Hải nhíu mày, sau đó làm sao? Cậu bé bên cạnh nói, sau khi ba cháu dùng sản phẩm của các ông, chẳng những không khôi phục, ngược lại còn phản ứng trở nên chậm chạp, tứ chi tê liệt, nơi bị bỏng vàng nghiêm trọng hơn. Bác sĩ nói nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ba cháu cũng sẽ biến thành người sống đời sống thực vật. Bác sĩ quả thật đã nói, ba cháu sẽ trở nên như vậy, tất cả đều là do dùng sản phẩm của các ông nên mới vậy. Các ông đến cho ba cháu đi. Trình Hải hơi sững sờ. Tuy đã sớm có dự cảm, nhưng không ngờ chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Theo lý mà nói, thiết bị khôi phục đã trải qua vô vàn thử nghiệm, căn bản không thể xảy ra tình huống như vậy, làm sao có thể khiến bệnh tình của người bệnh nặng thêm được. Gian thương ắt phải chết. Gian thương ắt phải chết. Gian thương ắt phải chết. chương 597, Bồi Thường. Đám người đối diện giờ băng rôn, đồng thời hô to, âm thanh vang dội hấp dẫn người qua đường ghé lại nhìn, còn có không ít người cầm điện thoại quay chụp. Nếu không xử lý tốt, khoa học kỹ thuật tẩm mộng nhất định sẽ phải dùng danh tiếng đi quét. Giác, Giang sách hít mắt, quả nhiên không khác anh đoán là bao, đây là bố cục có người tỉ mỉ thiết kế, viện gia tường chỉ là làn sóng công kích đầu tiên, hứa quân Mỹ là làn sóng công kích thứ hai. Làn này nối tiếp làn khác, sóng sau hợp với sóng trước, nếu bất cần nhất định sẽ tan xương nát thịt. Càng đáng sợ hơn chính là, điểm đối phương lợi dụng vô cùng đặc biệt. Kẻ có mưu đồ này đang âm thầm ẩn náu, đào ra những điểm có lợi cho khoa học kỹ thuật tầm mộng sau đó nhằm vào nó mà lợi dụng xấu lớn. Không phải anh thích làm người tốt sao? Ha ha, để cho chuyện tốt anh làm biến thành chuyện xấu, anh càng muốn có được danh tiếng tốt thì lại càng để lại tiếng xấu muôn đời. Chiêu trò này thật sự đủ nham hiểm, nhưng cũng rất lợi hại. Nếu đổi thành người bình thường, thật đúng là không có cách nào ứng phó. Trình Hải xoa mồ hôi lạnh trên trán, cười tươi nói, cô Hứa, sản phẩm của chúng tôi đều đã trải qua xét duyệt nghiêm khắc, theo lý thì sẽ không xảy ra vấn đề vẫn còn ngụy biện được à? Hứa quân Mỹ chỉ vào chồng mình nói, chồng tôi đã sắp thành người sống đời sống thực vật rồi, ông vẫn còn trợn mắt nói lời bịa đặt được sao? Chẳng lẽ lương tâm của ông vứt cho chó ăn rồi à? Một đám người người theo sau lên tiếng trách cứ. Người qua đường thi nhau vây xem, cả đám đều nhìn Trình Hải với ánh mắt chán ghét. Thì ra khoa học kỹ thuật tầm mộng lại nham hiểm như vậy, phạm vào sai lầm còn không chịu nhận. Ai nói không phải đâu. Tôi vốn còn tưởng rằng khoa học kỹ thuật tầm mộng là một công ty tốt, một công ty có ý thức trách nhiệm xã hội, không ngờ cũng chỉ là phường gian thương không có lương tâm thôi. Có khi, tất cả tiếng tốt từ thiện của bọn họ đều là giả, lừa người mà thôi. Chật chật, càng nghĩ càng giận, tôi còn từng nhấn like cho bọn họ, đúng là ghê tởm chết tôi rồi. Mọi người lại được một fan bàn tán xôn xao. Trong lúc này, danh tiếng của khoa học kỹ thuật tầm mộng liên tục trượt dốc đây vẫn chỉ là một góc của núi băng, chỉ mới là quan điểm của một đám người qua đường, một khi chuyện này nổi lên, mức độ nghiêm trọng sẽ còn khó mà tưởng tượng nổi. Chỉ sợ khoa học kỹ thuật tầm mộng sẽ bị người ta dùng bút làm vũ khí, tương lai khó mà gượng dậy nổi. Làm chuyện tốt, kết quả lại đào hố chôn mình, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy trong lịch sử. Dư luận thật đáng sợ. Khoa học kỹ thuật tầm mộng sẽ trở thành vật hy sinh tiếp theo sao? Mắt thấy tình huống không đúng, Trình Hải vội bày tỏ thành ý, cô hứa, không phải tôi muốn trốn tránh trách nhiệm, tôi chỉ muốn điều tra rõ vấn đề, muốn biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Cô yên tâm, nếu thật sự là sản phẩm bên công ty chúng tôi có vấn đề, hại chồng cô biến thành như hiện tại, khoa học kỹ thuật tầm mộng nhất định sẽ không ngồi yên mặc kệ. Chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng giúp chồng cô khôi phục, đồng thời bồi thường tương ứng cho cô. Đây đã tương đối có thành ý rồi. Đối với một một công ty mà nói, Tổng giám đốc có thể nói ra những lời như vậy, thật sự không dễ gì. Chẳng những bằng lòng giúp đỡ điều trị, còn bằng lòng bồi thường, làm hết chuyện có khả năng, thái độ này rất đáng được khen ngợi. Nhưng mà, Hứa Quân Mỹ vẫn bất mãn. Cô ta lau nước mắt, hơi ngẩng đầu nhìn về phía Trình Hải. Bồi thường? Ha ha, ông coi tôi là gì hả? Tôi tới nơi này là vì đòi tiền ông sao? Việc tôi làm, chỉ vì muốn đòi lại công bằng chương 598, bác sĩ chuyên môn ư. Trình Hải hoàn toàn không biết phải làm thế nào, hình như đối phương không tới đây để đòi hỏi lời giải thích, mà chỉ muốn khoa học công nghệ tầm mộng mang tiếng xấu. Bản thân mục đích này không hề đơn giản. Giang sách cao mày, trong lòng càng tính toán hơn. Thật ra điều kiện mà Trình Hải vừa mới đưa ra đã cực kỳ rộng rãi rồi, hơn nữa là một người vợ, nếu hứa quân Mỹ thật sự yêu chồng mình sâu đậm thì cô ta sẽ không bao giờ có dáng vẻ như bây giờ bởi vì trong điều kiện mà trình hải đưa ra có một chuyện mà hứa quân mỹ sẽ không bao giờ từ chối đó chính là giúp uông cường chồng của cô ta hồi phục sức khỏe hình như hứa quân mỹ hoàn toàn không quan tâm đến điều kiện này có lẽ là do cô ta không nghe rõ hoặc là cô ta thật sự có mưu đồ gì khác giang sách tiến lên một bước cô ý nói tôi cũng có chút nghiên cứu về y thuật hay là để tôi tới kiểm tra tình trạng của uông cường thử xem công ty chúng tôi có thể cung cấp sự trợ giúp lớn nhất để chồng của cô hồi phục sức khỏe anh từng bước chứng thực điều kiện để cho đối phương nghe thấy một cách rõ ràng nhưng hứa quân mỹ lại giống như gặp phải đại địch vẻ mặt trở nên cực kỳ mất tự nhiên dáng vẻ kiêu ngạo hống hách ban nãy cũng biến mất trong tích tắc thậm chí còn trở nên hơi căng thẳng cô ta vô thức lùi về sau một bước nhỏ ha ha lời nói của mấy tên gian thương vô lương tâm như các anh thì làm sao tôi có thể tin tưởng cơ chứ Tôi đã sử dụng sản phẩm bên các anh nên mới hại chồng tôi biến thành bộ dạng như vậy. Vậy mà bây giờ anh còn muốn tôi tin các anh để các anh tiếp tục chữa trị cho chồng của tôi. Ha ha, chẳng khác nào tôi đang muốn đẩy chồng của mình vào con đường chết cơ. Chứ, các anh đừng có mơ. Lần này Giang Sách đã nhìn thấy rõ rồi. Đối phương hoàn toàn không đến vì chuyện của chồng mình, mà chỉ muốn tới đây để gây hấn người phụ nữ bình thường nghe thấy điều kiện như vậy đấu thể từ chối một cách thẳng thừng như vậy bọn họ còn ước gì có người mau chóng chữa trị cho chồng của mình mới đúng chắc chắn người phụ nữ này có vấn đề giang sách trông có vẻ hờ hững nói cô hứa cô cố chấp không cho chúng tôi chữa trị cho chồng của cô có phải là vì cô đang sợ chúng tôi sẽ chữa khỏi cho chồng của cô rồi cô không thể nào gây sự được nữa đúng không nói thì nhẹ nhưng sức nặng của câu nói này thì cực kỳ nặng hứa quân mỹ nuốt nước bọt nếu cô ta vẫn cố chấp từ chối chắc chắn sẽ khiến người khác nhìn ra sơ hở xung quanh có nhiều cặp mắt đang hướng về mình như vậy cuối cùng hứa quân mỹ ảm đạm nói được tôi sẽ cho các anh khám bệnh nhưng anh chỉ có thể khám còn chúng tôi sẽ không uống một viên thuốc nào của anh tôi sẽ tự đi tìm bác sĩ chuyên môn để chữa trị cho chồng của tôi bác sĩ chuyên môn ư ha ha bây giờ ở khu vực giang nam xét về y thuật thì ít có ai có thể vượt qua giang sách anh. Anh tiến lên hai bước đi tới trước mặt Uông Cường, rồi ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng, tiến hành quan sát 360 độ không một góc chết đối với Uông Cường. Trong quá trình này, hứa quân Mỹ không ngừng nuốt nước bọt. Sau khi kiểm tra xong, giang sách liền mỉm cười. Trong lòng anh đã hiểu rõ rồi. Đầu tiên, quả thật chân của Uông Cường đã bị bỏng, nhưng không phải là vết bỏng trong trận cháy rừng vào ba ngày trước, mà chỉ mới bị bỏng vào ngày hôm qua, cho nên thời gian là không khớp. Rõ ràng đây là âm mưu để giá họa cho khoa học công nghệ tầm mộng. Ngoài ra, trong lúc Giang Sách tiến hành quan sát, anh đã phát hiện ra Uông Cường không thật sự ngốc nghếch, mà chỉ đang giả ngốc. Mặc dù anh ta giả vờ giống y như thật, nhưng Giang Sách vẫn nhìn ra điều bất thường thông qua phản ứng tự nhiên của cơ thể anh ta. Sau khi hiểu rõ mấy chuyện này, Giang Sách đã đứng dậy nói, ôi chao, xem ra anh ta thật sự rất có khả năng biến thành người thực vật, bệnh tình rất nghiêm trọng. chương 599, anh, rốt cuộc anh là ai? Bây giờ hứa quân Mỹ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta chỉ vào mặt giang sách nói, bây giờ anh còn muốn nói điều gì nữa không? Tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi phải để cho toàn bộ phương tiện truyền thông báo chí biết khoa học công nghệ tầm mộng các anh độc ác đến nhường nào. Sứt lời, 7-8 chiếc xe van chạy tới đây, rồi một đám phóng viên và người quay phim đã có mặt ở hiện trường. Tốc độ nhanh đến mức không thể tin được. Không cần nghĩ cũng biết, bọn họ đều là do kẻ đứng sau đã sắp xếp ổn thỏa từ trước, chỉ cần chụp được khoảnh khắc tranh luận, để khoa học công nghệ tầm mộng không thể nào phân minh thì sẽ hoàn toàn mang tiếng xấu. Nhìn thấy nhiều phóng viên như vậy, Trình Hải nhất thời trợn tròn mắt. Bọn họ phải giải thích thế nào đây? Hết đường chối cãi. Sản phẩm của khoa học công nghệ tầm mộng xuất hiện vấn đề, Ông tin rằng chưa tới nửa tiếng nó sẽ được đưa lên trang nhất, đến lúc đó có muốn cứu Vãn cũng chẳng thể nào cứu Vãn được nữa. Ngày tận thế của khoa học công nghệ tầm mộng sắp đến rồi. Hứa Quân Mỹ ngẩng đầu lên, gương mặt chẳng hề có vẻ đau thương, mà chỉ có vẻ đắc ý và vui vẻ, như thể cuối cùng cô ta cũng đạt được mục đích rồi. Trong lúc mọi người đều cho rằng tầm mộng tiêu đời rồi thì không ai để ý tới, Giang Sách đã vươn tay ấn vào người Uông Cường, chạm vào mấy huyệt lớn trên người anh ta. Ngay sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, uông cường vốn đã bị bại liệt, mốc nghếch, hai chân đã được bó bột bóng bật dậy khỏi xe lăn. Anh ta vừa nhảy vừa cười, gãi ngứa khắp người. Thậm chí chân đang bó bột cũng bị đập nát, rồi dứt khoát ngồi bệt xuống đất để gãi ngứa. Cảnh tượng này khiến những người có mặt tại đây đều mơ màng, chuyện này. Chuyện này là sao, một người bị bại liệt mà vẫn có thể hành động tự nhiên như vậy ư? Dù bọn họ nhìn thế nào cũng cảm thấy không dám tin hứa quân mỹ cũng giật mình chuyện này hoàn toàn khác so với kế hoạch ban đầu của cô dưới tình huống cấp bách thậm chí cô ta còn chẳng vận não mà buột miệng hỏi uông cường anh đang làm cái quái gì vậy đây là phản ứng bình thường của một người vợ khi nhìn thấy chồng của mình có thể hành động ư rõ ràng là không vừa dứt lời hứa quân mỹ liền biết mình đã lỡ lời nên vội vàng bịt miệng lại nhưng đã quá muộn các phóng viên cảm nhận được điều gì đó không ổn nên đồng loạt chĩa nòng súng ghi âm lại câu nói của Hứa Quân Mỹ, rồi liên tục đặt câu hỏi cho cô ta. Mấy phóng viên này chính là sủng, bạn có thể sử dụng bọn họ để đối phó với Giang Sách, tất nhiên Giang Sách cũng có thể sử dụng bọn họ để đối phó với bạn. Hứa Quân Mỹ hoảng loạn đến biển sắc, vội né tránh phóng viên, không trả lời một câu hỏi nào. Điều này càng khiến mọi người nhìn ra có điều gì đó không ổn. Giang Sách mỉm cười nhìn về phía uông cường nói bây giờ anh cảm thấy như thế nào uông cường vừa cười vừa gãi ngứa tôi cảm thấy rất ngứa ngứa quá hơn nữa tôi cũng không biết tại sao mà mình luôn muốn cười xin anh hãy cứu tôi xin anh hãy cứu tôi với không ngờ người bị bại liệt lại có thể đi lại tên ngốc có thể nói chuyện bình thường hai chân bị thương cũng có thể đập vỡ bột thạch cao để có thể cử động tự do không cần giang sách giải thích thì mọi người cũng có thể nhìn ra vấn đề ở bên trong Giang sách hừ lạnh, rồi không quan tâm đến Uông Cường nữa. Anh điểm mấy huyệt đạo, thế là Uông Cường nhanh chóng trở lại như thường. Trong vòng mười mấy phút này, anh đã để cho anh ta tận hưởng mùi vị vừa ngứa vừa cười. Sau đó Giang sách nhắm vào một người khác, đó chính là hứa quân Mỹ. Anh, rốt cuộc anh là ai? Tại sao cô lại cố ý hãm hại khoa học công nghệ tầm mộng chúng tôi? Cô mau nói đi. Sắc mặt hứa quân Mỹ trắng bệch, cô ta định rời đi, nhưng một đám bảo vệ đã đồng loạt bao vây không cho cô ta cơ hội để chạy thoát kể cả mấy người tới diễn kịch giúp cô ta cũng không một ai có thể rời khỏi đây các phóng viên điên cuồng chụp ảnh quần chúng ăn dưa thích thú đứng xem náo nhiệt còn lớn tiếng hò hét trong lúc tay chân luống cuống hứa quân mỹ đã ngồi bệt xuống sàn rồi gào khóc chuyện này không liên quan đến tôi tôi chỉ nhận tiền của người ta rồi làm theo những gì mà bọn họ yêu cầu thôi. Các anh đừng ép tôi nữa. chương 600, chính là hai người bọn họ. Giang sách giơ tay lên, bảo bảo vệ tách những nhân viên không liên quan ra, để hứa quân Mỹ có không gian để thở, đừng ép cô ta thảm thương quá. Anh từ tốn đi tới, giọng điệu bình tĩnh hỏi, là ai đã cho tiền sai cô làm việc? Hứa quân Mỹ lắc đầu. Hửm, ánh mắt của Giang sách khiến hứa quân Mỹ sợ đến mức ngồi lùi về sau. Cô ta vội vàng giải thích, không phải tôi không muốn nói, mà là tôi thật sự không biết. Chuyện này thật kỳ lạ. Cô nhận tiền rồi làm việc thay người ta, mà lại không biết đối phương là ai sao? Hứa Quân Mỹ gật đầu khẳng định, cách đây không lâu tôi mở cửa hàng đã làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất không biết phải làm thế nào. Kết quả tối hôm trước khi tôi về nhà, có mấy người lạ mặt đeo mặt nạ xuất hiện trong nhà của tôi. Tôi tưởng bọn họ là trộm đột nhập, lúc đó đã vô cùng sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng bị bọn họ bắt trở lại. Sau đó tôi mới biết bọn họ không phải là trộm, mà là muốn tôi làm việc giúp bọn họ, đồng thời trả thù lao cho tôi 30 vạn nhân dân tệ. Toàn bộ kế hoạch đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, tôi chỉ cần diễn tốt vai người vợ là được. Bọn họ nói nếu tôi thất bại thì tôi sẽ phải chết, tôi không dám không nghe lời bọn họ, cho nên... Sứt lời, hứa quân Mỹ liền bật khóc. Tôi thật sự không có cố ý, là bọn họ ép tôi phải làm như thế. Bây giờ tôi đã thất bại rồi, tôi sẽ bị giết, tôi phải làm sao đây? Giang Sách cười khẩy mấy lần. Đối phương rất biết lựa chọn đối tượng, Hứa Quân Mỹ đang nợ nần cần tiền gấp, thế là bọn họ liền tìm tới cửa, đồng thời lấy cái chết để tiến hành uy hiếp, cho dù Hứa Quân Mỹ không muốn phạm pháp cũng không được. Tâm cơ này thật sự rất thâm sâu. Giang Sách hờ hững nói, cô cứ yên tâm, cô không chết được đâu. Hả, anh nói thật chứ? Tất nhiên rồi bởi vì bây giờ tôi sẽ tống cô vào đồn cảnh sát với tội danh lừa gạt vơ vét tài sản. Cho dù bọn họ lợi hại đến cỡ nào cũng không thể đi tới đồn cảnh sát để giết người. Hứa quân Mỹ ngẩn người. Lừa gạt vơ vét tài sản ư. Đồn cảnh sát sao? Đừng mà, làm ơn đừng tống tôi vào đó, tôi cầu xin anh đấy. Mặc kệ hứa quân Mỹ cầu xin tha thứ như thế nào, giang sách cũng mặc kệ, rồi dứt khoát xoay người rời đi mặc dù người phụ nữ này chỉ là con cờ nghe theo lời người khác nhưng hành vi của cô ta thật sự rất đáng hận suýt chút nữa là hành động tốt của khoa học công nghệ tẩm mộng đã bị người này hủy hoại rồi chú hãy báo cảnh sát đi lúc đi ngang qua người trình hải giang sách chỉ nói đúng một câu sau đó trình hải lập tức gọi điện báo cảnh sát để lực lượng cảnh sát bắt hết những người đang có mặt tại đây đến bây giờ trình hải mới thở phào nhẹ nhõm lúc trước có viên ra tường tới cửa lừa gạt, sau đó lại tới hứa quân Mỹ ác ý bôi nhọ, hai lần liên tiếp đều lợi dụng hành động tốt của khoa học công nghệ tầm mộng để gây chuyện, đến kẻ ngu cũng nhìn ra được chắc chắn đang có kẻ bày mưu tính kế ở phía sau. Hơn nữa, hứa quân Mỹ cũng thừa nhận rằng cô ta đã bị người khác sai khiển. Rốt cuộc là kẻ nào đang giật dây ở phía sau? Trong văn phòng, Giang Sách đang ngồi trên ghế, nhìn vào tờ giấy A4 chống trơn ở trên bàn, rồi liên tục suy nghĩ về những kẻ thù có khả năng xuất hiện. Người có thể có tâm cơ như vậy, hơn nữa còn hận thù sâu đậm với khoa học công nghệ tầm mộng, muốn đẩy người của khoa học công nghệ tầm mộng vào chỗ chết. Chẳng mấy chốc, trong đầu Giang Sách đã xuất hiện hai cái tên. Tôn Vĩnh Trinh và Tôn Tại Ngôn. Tôn Vĩnh Trinh, chủ tịch của doanh nghiệp Thiên Đình, hận khoa học công nghệ tầm mộng đến thấu xương, còn Tôn Tại Ngôn thì bị Tôn Vĩnh Trinh điều khiển, bụng giả cực kỳ thâm sâu, phụ trách việc tính toán chính là hai người bọn họ. Giang Sách cầm bút viết tên hai người lên giấy A4. Anh thở dài một hơi, chuyện ngày hôm nay thật sự rất đáng lo ngại. Nếu anh không ở trong công ty chỉ huy điều hành mà chỉ có một mình Trình Hải phụ trách ở đây thì mọi chuyện khó mà tưởng tượng được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 600.